1646-1637. Không tập trăng sáng sao thưa, ản chỉ kho ni trên hồ bầu trời đêm rất đẹp. Ở đây không có công nghiệp, thậm chí từ xưa đến nay vết tích của nhân loại cũng rất ít, không ánh sáng ô nhiễm, bầu trời đêm liền lộ ra phá lệ tươi mát xinh đẹp. Nhưng Lý Đỗ cảm thấy bất ngờ là, trên đảo này động vật côn trùng cùng loài chim gì còn không ít, suốt buổi tối hắn nghe được không thiếu côn trùng đích đích kêu to thanh âm, a meo mấy cái ra ngoài đi săn, sau khi trở về mang theo mấy cái thỏ chuột chim rừng. Đống lửa cách 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 thiếu đốt, bởi vì đây là một tòa lạ lẫm hòn đảo, vì phòng bị không hề có thể đoán trước nguy hiểm, bọn hắn doanh địa bốn phía đống lửa thiêu đốt rất vượng. Lúc chạng vạng tối đợi bọn hắn thu thập được rất nhiều củi khô, thế nhưng là dùng đến lúc nửa đêm còn chưa đủ dùng. Lang Ca mang theo mấy người ở chung quanh đi lòng vòng, tìm được mấy cây cây khô chặt đứt mang về làm củi, dạng này cuối cùng chống đỡ đến hừng đông. Lúc tờ mờ sáng, núp ở cửa chướng đồng ngủ a gào đống nhiên dựng thẳng lỗ tai nhảy dựng lên kêu vài tiếng. Lý Đỗ bảo trì cảnh giác, nghe được tiếng sói tru phía sau lập tức thò người ra đi ra vấn đạo, thế nào? Mấy cái hùng hài tử đều tỉnh dậy tới. A Phi đem cắm ở cánh bên trong đầu thu hồi lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời sức sở. Trực vãng ai đi tới nói, ta không thấy rõ chuyện gì xảy ra, giống như có cái gì bay xuống, có thể là một con chim lớn, trên đảo chim rừng rất nhiều. Không có thương vong, không có thiệt hại, trên thực tế cũng có thể là không có tao ngộ công kích, chuyện này chỉ có thể xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Lý Đỗ vô vô A gào đầu để nó yên tĩnh chút, lại trở về đi ngủ cái hồi lung rác. Không biết ngủ bao lâu, A gào tiếng gào thét bỗng nhiên lại vang lên, đồng thời còn có A meo gầm rú cùng A bạch chi chi tiếng kêu. Lý Đỗ lại lần nữa bị giật mình tỉnh giấc, hắn nhanh chóng thăm dò đứng ra. Tiếp đó nhìn thấy một cái bóng tối tại cửa chướng bồng từ từ nhỏ dần, a meo, a gào đều ở đây ngửa đầu gào thét, đồng thời một cỗ kình phong quất vào mặt mà đến, a phi vô cánh đằng không mà lên. Có mấy người đã tỉnh lại, đang ở bên ngoài lấy nước chuẩn bị rửa mặt. Thấy cảnh này bọn hắn nhao nhao chạy trở lại, cùng nhân quát, phút, đây là cái gì điều? Một con chim lớn quanh quẩn trên không trung bay lên, Lý Đỗ ngửa đầu nhìn, nhìn thấy dương cánh da cùng trắng như tuyết thể sắc, cùng với đại điểu trên móng vuốt một cái khác xóa màu trắng. Đại điểu bay lên rất nhanh, Lý Đỗ không có thấy rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là đại khái đã đoán được nó bắt đi màu trắng là cái gì, đó là a bạch. Phát hiện này nhường hắn cấp nhãn, Lý Đỗ kêu lên, đem nó lấy xuống, a bạch bị nó bắt đi. Cùng nhân giơ súng lên bọc cỏ, theo súng chát chúa văng rồi, bạch điểu một cái nghiêng người, ngay tại Lý Đỗ cho là nó trúng đạn thời điểm, nó lại nghiêng người thay đổi phương hướng hướng về phương tây bay đi. Một thương này không có đánh trúng, bạch điểu bay càng ngày càng cao. Nổ súng xạ kích không phải là cái gì lựa chọn tốt, bạch điểu nắm lấy a bạch, từ phía dưới ngưỡng xạ dễ dàng nổ thương a bạch. Cũng may bọn hắn bên này cũng có không quân, a phi cất cánh phía sau ra sức vỗ cánh, chùi lùi không có lông cổ thẳng tắp mở rộng, giống như một đỡ máy bay lớn giống như truy hướng bạch điểu. Bạch điểu là đại điểu, có thể so sánh nắm giữ kinh khủng dáng sao thứ tư thần ưng, nó kích thước không coi là lớn, dương cánh nhiều lắm là có a phi một nửa. Thế nhưng là nó bay rất nhanh, sao thứ tư thần ưng lấy sức chịu đựng nổi tiếng, bọn chúng lực bộc phát cũng không xuất chúng, hơn nữa khổ người lớn khởi động cũng chậm, a phi trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp nó. Cũng may Lang Ca đã trở về, hắn dẫn người giơ súng lên hướng về phía bạch điểu phương hướng xạ kích, theo tiếng súng, bạch điểu quay người lại, lại thay đổi phương hướng đi bay. Những người khác cũng phát hiện cái quy luật này, bạch điểu sợ tiếng súng, hoặc nó đối không khí di động rất mẫn cảm, đạn chỉ cần xuất hiện ở nó phi hành lộ tuyến phía trước, nó liền sẽ hoảng sợ thay đổi phương hướng. Trên mặt đất đám người bắn ngăn cản phía dưới, A Phi cuối cùng chiếm cứ độ cao ưu thế. Lúc này Lang Ca vung tay lên đám người bung ra cò súng, còn dư lại chỉ có thể giao cho A Phi. Tiếng súng dừng lại, A Phi từ trên cao mang đến bổ nhào, thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, như lăng không mà đến máy bay ném bom đồng dạng nhào về phía bạch điểu. Đối mặt hình thể lớn xa hơn đối thủ của mình, bạch điểu dị thường như hãn, nó không có lựa chọn kinh hoàng chạy trốn, mà là ngửa đầu mở ra mang theo móc miệng lên kích. Trắng chim cắt điểu. Lang Ca nhận ra thân phận của nó, đây là Canada phương Bắc khu vực thường gặp một loại mãnh cầm, nó không phải A Phi đối thủ, chúng ta không cần vì A Phi lo lắng. Vẫn là phải nghĩ thế nào cứu A Bạch. Lý Đỗ gấp vào đầu bức hai, hắn gọi đạo, cái đồ chơi này từ đâu tới? A Bạch như thế nào rơi xuống nó trong tay? Vàng có chút xấu hổ nói, xin lỗi lão bản, lúc trước đánh lén doanh trại chính là nó, ta không có để ý, cho là nó bị đuổi đi phía sau cũng sẽ không xấu. Bây giờ nói cái này hữu dụng không? Lý Đỗ nghiêm nghị nói, mẹ nó nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu A Bạch. Lúc trước tấn công doanh trại chính là chỗ này trắng chim cắt điểu, đám người cho là đại điểu bị A gào sợ quá chạy mất phía sau sẽ lại không đã trở về, nhưng bọn hắn đoán sai tình thế, cái này trắng chim cắt điểu lần đầu tiên công kích chỉ là thăm dò. Nó không hề rời đi, lần công kích thứ hai tới một tập kích, đem A Bạch bắt đi. Lý Đỗ lo lắng ngửa đầu nhìn, A Phi trên không trung cùng trắng chim cắt điểu triển khai các đấu. Đừng nhìn sao thứ tư thần ứng cái đầu lớn, kỳ thực bọn chúng sức chiến đấu rất bình thường, chân chính có thể đánh chính là kim điêu, đầu bạc đại bàng biển những thứ này nhân vật hung ác. Sao thứ tư thần ứng là ăn mục nát loài chim, bọn chúng không am hiểu chém giết, bình thường là tìm kiếm tử vong động vật làm thức ăn. Trắng chim cắt điểu thuộc về chim cắt một loại, là có thể trưng thu thiện chiến mãnh cầm, bất quá A Phi không phải thông thường sao thứ tư thần ứng, nó đầu rất thông minh, biết rõ làm sao phát huy năng lực của mình. Một lần giao phong phía sau, nó không có cho trắng chim cắt điểu mang đến tổn thương gì, ngược lại là chính mình lông vũ bị xé rách rơi mất mấy cây, dạng này nó liền hiểu, chỉ bằng vào kỹ thuật mình không phải là đối thủ của đối phương. Thế là nó đổi sách lược, lần nữa tấn công đi lên phía sau mới không đi cắn xé trắng chim cắt điểu, chính là nhất lực hàng thập hội, dựa vào kích thước cùng khí thế hoàn toàn đi áp đảo đối phương. A Phi tới một thiên cân truy, phốc đỉnh đầu khuôn mặt đem trắng chim cắt lồng chim bao lại phía sau đè lên nó liền hướng phía dưới bay. Trắng chim cắt điểu lần này luống cuống, nó tê minh một tiếng muốn trốn chạy, thế nhưng là bị A Phi ngăn chặn. Lúc này nó bay lên còn không cao, cho nên mỗi lần bị ngăn chặn bọn chúng không cách nào duy trì cơ thể cân bằng, ngay tại trên không quay cuồng lên. Lúc này trắng chim cắt điểu luôn cúi chảo, không cách nào lại vững vàng bắt lấy A Bạch, liền bung ra móng vuốt để nó ném xuống.
độ cao mấy chục mét, A Bạch kêu thảm một tiếng, dọa đến tại chỗ ngay tại trên không đi tiểu đứng lên. Mà cả rồ huynh đệ phản ứng nhanh, bọn hắn phía trước đã kéo một cái lều vải, nhìn thấy A Bạch hạ xuống tới, nhanh chóng kéo ra lều vải tại nó hạ xuống vị trí phía dưới. Vải chống nước sốt, A Bạch lông trên người lại xoa tung, rơi xuống quá trình bên trong làm ra nhất định hòa hoãn tác dụng, cuối cùng rơi xuống tại vải chống nước bên trên phía sau cuối cùng không có vứt bỏ bệnh. Lý Đỗ nhanh lên đi kiểm tra tình huống, A Bạch đen đuổi ôm một cái chân tại vải chống nước bên trên kêu rên, nhìn bộ dạng này là ngã đoạn mất một cái chân. A Phi đem trắng chim cắt điểu bước cho rơi vào xuống, bất quá còn chưa xuống tới mặt đất thời điểm trắng chim cắt điểu đào thoát nó dây dưa, chật vật xoay người dựng lên, vô cánh muốn bay đi. Lúc này A Meo một cái chạy lấy đà lăng không lên nhảy, móng của nó trên không trung ưu nhã vừa khua múa, trắng chim cắt điểu cùng bị đạn đạo đánh trúng máy bay mở dạng, lập tức một đầu ngã rơi lại xuống đất. 1647-1638. Khác thường vòng tuổi nhìn qua trắng chim cắt điểu tình huống phía sau, một đám người nhao nhao liễu lưới. Trắng chim cắt điểu thon dài cổ bị rạch ra một nửa, máu tươi chảy như suối, rất nhanh liền mất máu quá nhiều, suy yếu bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng run rẩy một cái cánh, mắt thấy muốn chết đi. Hổ miêu móng vuốt sắc bén như vậy, tiểu mã khắc lạc phu sợ run cả người. Bình thường hắn rất thích đùa ao meo chơi, ao meo cấp nhãn liền đi cào hắn, bất quá cũng liền nhiều lắm là tại hắn trên da lưu lại mấy đạo vết cắt. U cờ Gina nam nhân tiến hóa không hoàn toàn, trên thân thể mao chắc địch, phần lớn thời gian chỉ là bị lao đi một chút thể mao, trên thực tế không có gì vết thương. Hiện tại hắn đã biết, bình thường không phải hắn đùa ao meo chơi, là ao meo đùa hắn. Hắn nhìn về phía ao meo, ao meo liếc xéo hắn một mắt, khuôn mặt khinh miệt. Tiểu mã khắc lạc phu nhanh chóng chắp tay trước ngực đối với nó bái một cái, ngươi lợi hại, miêu gia, ngươi lợi hại nhất. Lý Đỗ đem từ Lam Lĩnh ấn đệ an nhân trong tay mua dược cao lấy ra, lần trước là cho A Trắng dùng, lần này hay là cho nó dùng, dược cao này liền không có cho hắn hùng hải tử dùng qua. A nhìn không lấy sền sệt dược cao cơ hồ muốn khóc, như thế nào mỗi lần bị thương cũng là ta. Lần này nó bị thương cũng có chút nghiêm trọng, một cái chân đoạn mất, hơn mấy tháng đoán chừng không nhúc nhích được. Lang ca cho nó tiến hành băng bó, ca tư lạp chống ra cái túi đeo lưng, đưa nó bỏ vào. Ba lô giống như là tiểu cái gùi, A Trắng ở bên trong đau ngẫu nhiên gọi vài tiếng, trừ cái đó ra địa phương khác cũng coi như là thoải mái. Thu thập đồ đạc, bọn hắn lên đường. Trắng chim cắt điểu thi thể cũng bị mang tới, giữa trưa có thể nướng cái chim ăn. Hôm nay vẫn như cũ có ngày hôm qua nan đề, đó chính là đã thấy nhiều nhăn nheo sau đá cảm giác quá mắt, hơn nữa hôm nay còn có một cái nan đề, chính là mây đen che trời, dạng này không còn thái dương, khi bọn hắn mất đi phương hướng cảm thời điểm liền khó mà phân biệt phương vị cụ thể. Dạo qua một vòng, giống như về tới nguyên điểm, Lý Đỗ nhất xem nổi giận, nhịn không được tại một cái trên tảng đá đạp một cước mắng, phút, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lang ca đạo, điều này nói rõ hồ đảo nhỏ đang co rút lại, 19 thế kỷ trên nửa diệp thời điểm, có đất chất học gia nói qua một cái địa cầu co rút lại lý luận. Nói đúng là địa cầu từ tạo thành bắt đầu, kỳ thực một mực tại từ từ giải nhiệt hạ nhiệt độ, dẫn đến thể tích không ngừng thu nhỏ, giống như rút lại khô đét quả táo một dạng. Những thứ này nhăn nheo chính là nó có giúp lại kết quả. Đại mạ cạ rổ vấn đạo. Lang ca gật đầu nói, có thể nói như vậy, bất quá cụ thể tới nói hẳn là, lớn nhăn nheo khoảng cách có mấy trăm km, bọn chúng tạo thành núi cùng rãnh, tiểu nhân nhăn nheo mới là loại địa hình này. Lý Đỗ đạo, ân, sau đó thì sao? Lang ca nói, giống như quả táo tạo thành nhăn nheo phải dựa vào thời gian, quả táo lên nhăn nheo không phải đồng bộ, đồng dạng, địa cầu nhăn nheo cũng không phải đồng bộ. Nơi nào địa chất hoạt động kịch liệt, nơi nào nhăn nheo là hơn. Theo lý thuyết, cái này lạc đường đảo địa chất hoạt động rất kịch liệt đúng không? Lý Đỗ vấn đạo. Lang ca đạo, đối với Tiểu Mã Khắc Lạc Phu lấy ra hai cái quả táo, hắn ném cho Ca Tư Lạc một cái, chính mình gặp một cái, răng rắc, ta chỉ muốn biết, bẹp bẹp, chúng ta sao có thể đi ra cái này nát vụn quả táo nhăn nheo văn. Lang ca nói, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta đều quên, chúng ta có thể dựa vào A Phi, nhường A Phi trên không trung dẫn đường, nó không nhìn thấy trên núi đá nhăn nheo, sẽ không mất phương hướng, cũng sẽ không sinh ra tinh thần mỏi mệt sáu. Mẹ nó ý kiến hay. Sao bây giờ vừa nghĩ đến? Lý Đỗ nhịn không được bạo nói tụ. Lang ca thở dài, bởi vì chúng ta đầu não hỗn loạn, nơi này nhăn nheo thạch văn có giống thôi miên tác dụng, chúng ta nhìn nhiều, nhìn lâu, đại não năng lực làm việc còn kém. Lý Đỗ bọn hắn trước tiên xác định phương vị, tìm được mục tiêu địa điểm, tiếp đó hắn chỉ hướng mục tiêu, A Phi đằng không mà lên, nó trên không trung dẫn đường, bọn hắn hướng về mục tiêu đi đến. Dù cho dạng này, sơn cốc trọng trọng, bãi đá vụ lập, có cây xanh tươi, bọn hắn vẫn như cũ dễ dàng lạc đường, có đôi khi vòng quanh một cái sơn cốc đi một hồi, phát hiện mình chỉ là dạo qua một vòng, lại trở về đường cũ. Dựa vào cước bộ ở trong núi hành tẩu, tốc độ quá chậm, lại là một ngày, bọn hắn mới miễn cưỡng tới gần mục tiêu vị trí. Buổi tối, một đoàn người tìm một cái cản gió dốc núi xây dựng cơ sở tạm thời. Đi qua hai ngày này tìm tòi cùng Ai Nhị Sâm cung cấp tư liệu, ở trên đảo không có cái gì manh thu to lớn, buổi tối đóng quân giã ngoại không có gì nguy hiểm, chỉ cần tránh đi tiểu độc trùng liền có thể. Đại Mạ Cạ Rồ dẫn người đem doanh địa bốn phía phun ra thuốc sổ lái, Lý Đỗ thoải mái nằm xuống, cùng hôm qua không sai biệt lắm, nhắm mắt lại bắt đầu lúc nghỉ ngơi, vẫn như cũ đầu váng mắt hoa. Có đêm qua giao hấn, đêm nay bọn hắn chuẩn bị vật liệu gỗ phá lệ rồi rào. Cùng nhân trên đường thấy được một chút khô héo đại thụ, hắn chặt đứt phía sau kéo một đường, lúc này có thể có tác dụng lớn. Cây này có người thành niên bắp chân thô, có thể đốt một đoạn thời gian. Đại áo đi lấy mấy khối vớt ve nói, ta xem một chút có thể hay không làm than tuổi, nếu có thể đốt thành than tuổi, chúng ta ngày mai có thể làm điểm đồ nướng sáu. Hắc, quái. Thế nào? Đại áo lăng lăng nhìn xem đoạn này cây cối đạo, lão bản, cây này không có vòng tuổi a. Lý Đỗ mỉm cười, đây không có khả năng, mỗi cái cây đều có vòng tuổi, đây là cây tối bên trong tế bào cùng ống dẫn hàng năm lặp lại một lần từ lớn đến nhỏ, chất liệu từ lỏng đến rậm rạp biến hóa. Chỉ cần cây cối kinh lịch thời gian lớn lên, vậy nó thì có vòng tuổi. Bất quá vòng tuổi là sắc trạch, tính chất bất đồng từng vòng vòng văn, có rõ ràng, có không rõ ràng. Cùng nhân kéo tới là một cây tùng cây,
đây là vùng băng giá thường thấy nhất cây cối, cây tùng niên kỷ luận đồng dạng rất rõ ràng, cũng không khó lấy xem xét. Đại áo ngáp nói, lão bản, ngươi tới nhìn, không tin ngươi tới nhìn, cây này thật không có vòng tuổi. Lý Đô đến gần xem thử, hắn lập tức sửng sốt, vòng tuổi có chiều rộng hẹp, rất dễ dàng nhìn thấy, nhưng bây giờ hắn không có nhìn thấy vòng tuổi tồn tại. Đoạn này trên cành cây cũng có vòng vòng, nhưng không giống vòng tuổi như thế có độ rộng, nó chính là một cái vòng vòng tạo thành, toàn bộ thân cây giống như từng tầng phiến gỗ tiếp cận hợp mà thành. Đây không phải vòng tuổi, Lý Đô cũng buồn bực, đạo, chuyện gì xảy ra? Cây này làm sao lại không có vòng tuổi? Những người khác cầm lấy khác thân cây và nhìn, kết quả giống nhau. Đại Mạ Cạ Rồ suy tư một chút, hắn cầm lấy một cây búa tìm mới cây chặt đứt, sau đó dùng ánh lửa chiếu chiếu thân cây cắt ngang mặt phía sau lắc đầu, một dạng, nơi này cây thật là quái. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có người thuận miệng nói một câu, cái này có lẽ chính là vòng tuổi, bất quá bởi vì nó lớn lên nhanh, chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng nhẹ, dài ra vòng tuổi cũng rất hẹp. Đây là hắn kiểu lời ngốc, tại sao có thể có chuyện như vậy xuất hiện? Tiểu Mã Khắc Lạc Phu chế giễu lại, cái này cùng nó lớn lên nhanh chậm không quan hệ, chỉ cùng thời gian có quan hệ, trừ phi ở đây một năm thời gian một năm qua rất nhanh, bằng không làm sao sẽ xuất hiện dạng này vòng tuổi vòng. Bọn hắn chỉ là trong lúc lơ đãng thảo luận một chút, không có người chú ý lời này, có thể Lý Đỗ sau khi nghe được lại đột nhiên giật mình, hắn có một cái ngờ tới, Tiểu Mã Khắc Lạc Phu có thể nói đúng. 1648-1639. Bởi vì nữ đặc biệt thiếu niên vòng tuổi thứ này, nói nghiêm cẩn một chút, chính là cây lâu năm thực vật thân gỗ hành cắt ngang trên mặt đồng tâm vòng văn, phổ biến tại cây cao cùng bụi cây, bình thường hàng năm một vòng. Khác biệt khu vực, vòng tuổi giới hạn độ nét khác biệt, tại ôn đới khu vực vòng tuổi giới hạn rõ ràng địa khu nhiệt đới bởi vì trong một năm khí hậu biến hóa không lớn, vòng tuổi không quá rõ ràng, nhưng là có thể phân biệt. Mà ở vùng băng giá khu vực, năm đó luận liền sẽ vô cùng rõ ràng có thể thấy. Mọi người đều biết, mùa xuân hạ nhiệt độ không khí, lượng nước chờ hoàn cảnh điều kiện tốt hơn, thực vật lớn lên nhanh, hình thành loài gỗ so sánh thưa thớt, màu sắc kém, cỏi trái lại, thu đông quý hoàn cảnh điều kiện so sánh ác liệt, loài gỗ so sánh bí mật, màu sắc sâu hơn, theo bốn mùa giao thế tạo thành một vòng sâu cạn thay nhau vòng tuổi. Mặt khác, thân cây hướng nam một mặt chịu ánh mặt trời chiếu khá nhiều, kính hướng tốc độ sinh trưởng nhanh, bởi vậy cảnh cây mặt phía nam niên kỷ luận hơi rộng, cái bóng hướng bắc một mặt, vòng tuổi thì rõ ràng hẹp hòi. Trên đảo cây cối không tuân theo cái này hiển nhiên quy tắc, cái này khiến một đoàn người rất buồn bực, có thể Lý Đỗ có một cái suy đoán to gan, đó chính là ở trên đảo thời gian trôi qua phá lệ nhanh, khí hậu biến hóa cũng sắp, dẫn đến vòng tuổi sinh ra nhiều, lại vô cùng nhỏ hẹp, mới không thể nhận ra. Hắn cầm một cái kính lúp đi nhìn kỹ, phát hiện cái này từng vòng chính là vòng tuổi, giữa bọn chúng tại nam bắc trên phương hướng cũng có độ rộng khác biệt, chỉ là rất nhỏ, cần phóng đại phía sau mới có thể thấy rõ. Người bình thường không thể tin được loại sự tình này, thế nhưng là Lý Đỗ có thời không phi trùng, thời không phi trùng cũng có thể chế tạo ra dạng này vòng tuổi, mặc dù hắn không có làm qua, có thể căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, hắn biết cái này không có vấn đề. Theo lý thuyết, trên đảo này bốn mùa cùng thời gian có vấn đề. Làm ra cái suy đoán này, Lý Đỗ biểu lộ nghiêm túc một chút, thời không phi trùng khác thường có thể luận chứng suy đoán của hắn, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, bọn hắn phải mau chóng hoàn thành đối với trên đảo tìm tòi bí mật công tác, nhanh rời đi ở đây. Nhưng hắn không thể nhiều lời, những người khác chưa hẳn tin tưởng hắn mà nói, mà hắn lại không có đầy đủ xác thực luận chứng để chứng minh quan điểm của mình. Lý Đỗ tiện tay đem tuổi ném tới trong đống lửa, trên bầu trời mây đen càng thêm dày đặc, trên đảo hơi nước càng ngày càng nặng, nhìn trời muốn mưa. Trở lại trong lều vải, hắn cầm ra bày tỏ nhìn một chút, đồng hồ vẫn như cũ không thể dùng, trên điện thoại di động thừa hài gian trôi qua không có vấn đề, một ngày kết thúc, hết thảy bình thường. Cái này lại nhường hắn lâm vào trong ngượng ngùng, chính mình ngờ tới nếu như là đúng, điện thoại kia thời gian điểm phải cùng thực tế không khép được mới đúng. Mang theo lơ ngơ, hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Tại hắn trong giấc ngủ thời điểm, A Gào đột nhiên lại kêu gào. Lý Đô đứng lên nhanh chóng đi ra lều vải, hắn cho là lại tao ngộ nguy cơ gì, kết quả cũng không có, tất cả mọi người sau khi ra ngoài thẩm tra đối chiếu hết thảy đều bình thường. A Gào còn tại chu lên, một bên chu lên một bên quay đầu đi về phía nam phương nhìn. Lý Đỗ minh bạch, nói, A Gào có phát hiện, Tiểu Mã dẫn người trông coi doanh địa, Lang Ca chúng ta đi. Đi theo A Gào, bọn hắn lảo đảo hành tẩu ở trên vùng núi, trên bầu trời rơi ra lất phất mưa phùn, trên núi đá có cỏ xỉ rêu, dạng này leo lên càng phí sức, không cẩn thận liền sẽ trượt chân ngã xuống. A Gào dẫn đường đi hơn nửa giờ, Lý Đỗ nghe được một cái tiếng kêu hoảng sợ, ô ô a a. Thanh âm này nhường trong lòng của hắn vui mừng, bọn hắn tìm được mục tiêu. Lý Đỗ lắc lư đèn pha, đi theo âm thanh, ánh đèn tiến nhập một chỗ trong huyệt động, tiếp đó thấy được bên trong một thiếu niên. Thiếu niên núp ở trong huyệt động mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn mọc ra mái tóc màu đen, màu da cùng Lý Đỗ giống cũng là màu vàng, mặc trên người bẩn thỉu áo giả kín, chính là Lý Đỗ muốn tìm người. Lý Đỗ đem ánh đèn giọng nhu hòa, hắn dùng tiếng Anh vấn đạo, "Hello, hello, ngươi là ai? Có vấn đề hay không?" Thiếu niên như cũ tại hoảng sợ thét lên, tay phải nắm tảng đá, tay phải là một thanh truy thủ, trên cánh tay nổi gân xanh, nhìn muốn hỏng mất. A Gào chờ tại Lý Đỗ bên cạnh tò mò đi theo đi đến nhìn, thiếu niên vừa gọi gọi nó cũng gọi gọi, hướng về phía cửa hang gọi, "Ngao ô ô." Thiếu niên thì ra là vì vậy, cho nên mới gần như sụp đổ. Lý Đỗ cho A Gào một cái não sụp đổ, đưa nó kéo ra ngoài kín đáo đưa cho Lang Ca nhìn xem, sau đó tiếp tục hỏi thiếu niên, "Có thể nghe lời của ta sao? Ngươi là có hay không cần giúp đỡ?" Thiếu niên lại kêu vài tiếng, Ca Tư Lạp lấy ra một hộp sô cô la ném vào trong động. Nhìn thấy sô cô la, thiếu niên đầu tiên là lui về phía sau hơi co lại, tiếp đó hắn dần dần an tĩnh lại, mở ra bánh kẹo hộp bắt đầu ăn. Từ điểm đó mà xem, hắn không phải một cái dã nhân, hắn biết rõ làm sao mở ra bánh kẹo hộp, cũng biết sô cô la ăn ngon, hơn nữa trên thân còn có áo giả kín, Lý Đỗ ngờ tới hắn có thể là bỏ nhà ra đi bị vây ở trên đảo thiếu niên. Ăn sô cô la, thiếu niên tựa hồ hiểu được hảo ý của bọn hắn, cố gắng ra bên ngoài leo lên. Lý Đỗ hỏa Ca Tư Lạp hỗ trợ đem hắn kéo ra ngoài,
phát hiện hai chân của hắn từ đầu gối vị trí lộ ra một loại cổ quái và mẹo, cùng ai chẳng giống, then chốt và gầy. Ấn đệ an nhân dược cao lại có đất dụng võ, Lý Đỗ xé nát quần của hắn nhường Lang Ca tới trước bó xương, tiếp đó bôi lên một tầng dược cao. Thiếu niên khác thường có thể nhẫn mại đau đớn, bó xương thời điểm đau đớn như vậy, hắn cũng liền quay khiếu vài tiếng, sau đó xoa dược cao, hắn liền bình tĩnh trở lại. Lý Đỗ vấn đạo, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh sao? Thiếu niên cuối cùng cũng hé miệng nói ra lời, nhưng hắn là nói cái gì Lý Đỗ nghe không hiểu, ngữ điệu rất nhanh, giống tiếng Anh, lại hoàn toàn khác biệt. Lang Ca mấy người cũng nhao nhao lắc đầu, đại mạ cạ rồ sau khi nghe nở nụ cười, đạo, ái tư cơ bản ma ngữ, thuộc về A Lưu thần ngữ hệ bên trong một loại, đây là tiểu chúng loại ngôn ngữ, các ngươi không hiểu rất bình thường. Lý Đỗ vấn đạo, ngươi hiểu không? Đại mạ cạ rồ mất tự nhiên cười nói, hiểu sơ một chút, ái tư cơ bản ma ngữ chủ yếu từ ngắn nguyên âm, dài nguyên âm cùng phối hợp nguyên âm tạo thành, trong đó ngắn nguyên âm có a, i, e, o, u năm cái, dài nguyên âm có 6. Lý Đỗ đánh gãy lời của hắn đạo, ngươi định tới một hồi hiện trường dạy học, trực tiếp cho ta phiên dịch. Đại mạ cạ rồ biểu lộ lúng túng, đạo, ta liền là hiểu sơ. Ái tư cơ bản ma ngữ kỳ thực là một loại tiếng địa phương, rất nhiều loại, ta cũng phiên dịch không được. Ca Tư Lạp cho thiếu niên đổ chút thủy nhường hắn uống, lại để cho hắn rửa mặt. Thiếu niên rửa mặt sau đó Lý Đỗ mới phát hiện, hắn mặc dù là người da vàng, có thể màu da đặc biệt trắng nõn, nhưng làn da lại tương đối thô ráp, giống như hòn đảo nhỏ này mở dạng, lộ ra một loại thần bí mâu thuẫn. Song phương không cách nào câu thông, vậy thì tương đối thao đản. Thiếu niên nhận được cứu hộ phía sau, tựa hồ đối với Lý Đỗ nhất đi rất có hảo cảm, vẫn đối với bọn hắn nói cái gì. Bất đắc dĩ là, Lý Đỗ nhất phương nghe không hiểu, song phương trong lúc nhất thời gà đối với vị giảng đều ở đây lại nhải, nhưng lại đều không hiểu rõ đối phương ý tứ. Cuối cùng, Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Tốt, ngủ trước đi, những chuyện khác trời đã sáng lại nói." Hắn chuẩn bị rời đi, thiếu niên kéo hắn lại, tiếp đó giang hai tay đưa cho hắn một thứ. Đây là một cái xinh đẹp vỏ sò, phía trên có hôn tạp mà tươi đẹp hoa văn. Rõ ràng thiếu niên coi đây là lễ vật đưa cho hắn, hắn liền cười cười thu đến trong bọc. 1649-1640. Không có người mưa nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh, trời sáng ngày thứ hai, thái dương lại ló đầu ra, nhìn đông phương thải hạ, rõ ràng hôm nay sẽ là một thời tiết tốt. Thiếu niên ngủ một đêm, ấn đệ an nhân thoa ngoài ra dược cao ngay cả có dùng, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa giải thiếu niên đau đớn, hắn tại Hưng Đông thời điểm đi di chuyển đi nhà xí, trên mặt đã không có đau đớn biểu tình. Song phương quan hệ tương đối gần, Lý Đỗ không kịp chờ đợi hướng về mục tiêu đi tới. Hắn lấy ra sử đế phu cùng pho huynh đệ ảnh chụp cho thiếu niên nhìn, vấn đạo, ngươi gặp qua bọn hắn không có? Vốn là cái này hắn hôm qua vừa thấy mặt đã hỏi, nhưng khi đó thiếu niên rất sợ hãi, Lý Đỗ lo lắng hắn dù cho biết cái gì cũng không biết nói thật, cho nên nhận đến rồi hôm nay song phương quan hệ có chỗ hòa hoãn mới hỏi. Thiếu niên nhìn xem ảnh chụp lắc đầu, Lý Đỗ lập tức phiền muộn, kết quả thiếu niên lắc đầu phía sau lại đốt lên đầu tới, trong miệng huyên thuyên không biết nói gì đó, Lý Đỗ cũng nghe không hiểu. Vẫn là Lang Ca cẩn thận, hắn lấy ra điện thoại mở ra chức năng ghi âm, cho dù bọn họ nghe không hiểu, về sau tìm được biết được cái từ cơ bản ma ngữ nhân vẫn là có thể phiên dịch. Tiểu Mã Khắc Lạc Phu có chủ ý, nói, chúng ta lẫn nhau nghe không hiểu đối phương, vậy thì điệu bộ đi, tới, các ngươi tránh ra để cho ta tới sáu. So với hắn vẽ một hồi, thiếu niên mặt mũi tràn đầy mộng bức, thiếu niên khoa tay một hồi, Tiểu Mã Khắc Lạc Phu mặt mũi tràn đầy mộng bức, cứ như vậy, kế hoạch này gặp trở ngại. Lý Đỗ muốn biết ở trên đảo còn có người nào, nhưng hắn không chiếm được đáp án. Tiếp tục lưu lại ở trên đảo giống con rồi không đầu một dạng tìm lung tung chính là không công, Lý Đỗ quyết định mang đi thiếu niên, đi trên trấn tìm bệnh viện cho thiếu niên xem đầu gối, đồng thời hắn đi tìm biết được cái từ cơ bản ma ngữ nhân cùng thiếu niên câu thông một chút. Bởi vì không có cách nào câu thông, cho nên hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp tìm người dùng gậy gỗ cùng lều vải vải làm cái cáng cứu thương, dơ lên thiếu niên hướng về bên hồ đi đến. Thiếu niên mới đầu còn không có phản ứng gì, đến rồi bên hồ phía sau hắn sung sướng đứng lên, dùng sức vung vẩy hai tay, hướng về phía hồ nước phát ra từng đợt tiếng hô hoán. Tiểu Mã Khắc Lạc Phu treo chọc nói, "Tiểu nhị, đừng kêu nữa, nó cũng sẽ không nói chuyện, dù cho biết nói chuyện cũng không hiểu các ngươi hái từ cơ bản ma ngữ." Những người khác rối rít cười, bọn hắn đem bị phiệt thuyền lấy ra một lần nữa thổi phồng, sau đó lên thuyền hướng về phía trước trên bờ về tới. Thiếu niên sau khi lên thuyền bỗng nhiên gấp gáp rồi, hắn cơ hai tay liên tục kêu la, Lý Đỗ không rõ hắn đang làm gì, nhưng hắn lay động thân thể dẫn đến bị phiệt thuyền không cách nào bảo trì thăng bằng, thì nói nhanh lên đạo, "Này, tiểu hòa tử, tỉnh táo lại ok." Lời của hắn nói vô ích, thiếu niên căn bản vốn không nghe, theo bị phiệt thuyền dần dần xuyên qua mặt hồ tới gần bên bờ, hắn càng thêm kích động. Bị phiệt thuyền lay động càng ngày càng lợi hại, đồng nhiên ở giữa thiếu niên thừa dịp một cái khe hở nhảy vào trong nước. Cứ việc tháng 6 ngày, có thể bởi vì tới gần Bắc Cực, bên này nhiệt độ hay không tính toán cao, dạng này thiên nhảy vào trong hồ nước cũng không dễ chịu. Lý Đỗ bất đắc dĩ, đạo, còn thất thần làm gì? Mau đưa hắn cứu đi lên, hắn hai cái đùi đều không động được. Tiểu Mã Khắc Lạc Phu tùy ý cười nói, không có việc gì, lão bản, hắn nhưng cũng có thể lên lạc đường đảo, chứng minh nhất định sẽ bơi lội. Dù cho hai chân không thể động, hắn vẫn như cũ có thể bơi lội, ít nhất chìm không chết. Lang Ca là hành động phái, hắn thở y phục xuống dẫn người nhảy vào trong nước. Tiếp đó, Lý Đỗ chờ đợi một hồi, trước hết nhất xuống nước Lang Ca trở lại mặt nước, hắn lao trên mặt một cái hồ nước đạo, lao bản, trong nước không người. Lời này nhường Lý Đỗ nhất sững sờ, hắn hỏi ngược lại, trong nước không người, người kia đi nơi nào? Lang Ca nhún nhún vai, ta không biết. Những người khác liên tiếp bơi ra mặt nước, đáp án giống nhau như lúc, lao bản, đứa bé kia không biết đi nơi nào, không tìm được hắn. Lý Đỗ hít sâu một hơi, hắn nói, có hay không kính lặn nước? Đeo lên đi xuống xem một chút, người vừa nhảy vào trong nước, làm sao lại không có? Bên này không có ô nhiễm, theo lý thuyết hồ nước rất thanh tịnh mới đúng. Thế nhưng là sự thật vừa vặn tương phản, hồ nước có chút vận đục, nó chỉ có mặt hồ thanh tịnh, cho nên nhìn gợn sóng rất trong suốt, nhưng hướng về trong nước nhìn, tầm mắt rất kém cỏi.
Tiềm qua nước người đều biết, lặn xuống nước thời điểm nếu là không có kính lặn nước hiệp trợ, cái kia tầm mắt càng kém, đeo lên kính lặn nước phía sau mới có thể thấy rõ chung quanh chẳng cảnh. Nhưng bọn hắn chuẩn bị kính lặn nước không mang theo hòn đảo, mà là đặt ở trên xe, này lại trở về cầm lên kính lặn nước xuống nước đã quá muộn. Lý Đỗ mở mịt nhìn xem mặt hồ, dùng hết thị lực, hắn đã chờ ước chừng nửa giờ, cũng không có thấy thiếu niên kia nổi lên mặt nước. Mà cả rồ huynh đệ không tin tà, cũng nhảy xuống nước tìm kiếm, bọn hắn đem chúng quanh lục soát khắp, thậm chí không công cụ lặn xuống hơn 10 mét, vẫn không có phát hiện thiếu niên bóng dáng. Cái này mẹ nó tà môn tiểu mã khắc lạc phu nói lẩm bẩm, đáng chết, đây không có khả năng nha, hắn dù cho chết đuối, thi thể cũng sẽ nổi lên a. Nước rất sâu, dù cho có cây rong cũng quấn không hơn người. Lý Đỗ quay đầu liếc mắt nhìn lạc đường đảo, đêm qua vừa xuống cả đêm mưa, hòn đảo lại lâm vào hơi nước bao phủ bên trong, dạng này cách xa nhìn, lộ ra hòn đảo sương mù càng thêm thần bí. Mặt khác, hơi nước bốc hơi, theo gió lắc lư, lộ ra không gian tựa hồ có chút vặn mèo, cái này khiến nó ngoại trừ thần bí bên ngoài lại nhiều một loại quỷ dị. Hắn vây tay đạo, mặc kệ, chúng ta đi. Lần này thám hiểm mục đích duy nhất là an toàn, hắn cảm thấy kể từ đạp vào lạc đường đảo bắt đầu, hết thảy quá khác thường, vì lý do an toàn, hắn không muốn tiếp tục chờ ở trên mặt hồ. Ản chỉ kho ni hồ rất sâu thật rộng lớn, hơn nữa ngoại trừ chim nước, trên mặt nước không còn cái khác sinh mệnh, xung quanh càng là dân cư mỏng manh, cho nên chờ tại dạng này trên hồ, Lý Đỗ trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Hồ quang liễm diễm, ánh nắng tươi sáng, Lý Đỗ trong lòng lại âm trầm. Đến rồi trên bờ, phụ trách trông coi xe châu đen cùng gió lốc lập tức tiến lên đón, vấn đạo, có thu hoạch sao? Lý Đỗ lắc đầu, châu đen tiếp lời nói nhanh, mùi trái cây trấn có tin tức, chúng ta tại trong trấn lưu lại điện thoại, có người gọi điện thoại tới, nói trong trấn xuất hiện một cái tên kỳ quái. Chúng ta cũng cho các ngươi gọi điện thoại tới, nhưng không gọi được, không có tín hiệu, nếu như không phải là các ngươi hôm nay đường về, chúng ta chuẩn bị buổi trưa đi tìm các ngươi tới lấy. Gió lốc nói bổ sung. Lý Đỗ nói, đối với, ở trên đảo rất quái lạ, điện thoại không có tín hiệu. Cái kia trên thị trấn xuất hiện cái gì tên kỳ quái? Đi, chúng ta đi xem. Hắn lúc đó cũng tại trên thị trấn lưu lại điện thoại, bất quá hắn ở trên đảo không có tín hiệu, cho nên không có nhận đến điện thoại. Trên đường điện thoại của hắn lại vang lên, là tiểu bảo đánh tới, sau khi tiếp thông tiểu bảo khoa trương âm thanh vang lên, cảm tạ lao thiên gia, ngươi cuối cùng đón ta điện thoại. Ta cho ngươi đánh mấy trăm tiểu nhị, mấy trăm a, ngươi một mực liền không có tiếp. Tiểu bảo sở dĩ biểu hiện tích cực như vậy, không riêng gì nhiệt huyết, cũng bởi vì Lý Đỗ nói qua, hắn cung cấp tin tức hữu dụng, sẽ cho hắn ban thưởng. Đối với một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới tới nói, Lý Đỗ ra tay như thế rộng rãi khách nhân thế nhưng là rất hiếm thấy, đụng tới nhất định phải nắm chắc. 1650-1641. Điên rồ đội xe nhanh chóng chạy, lần này mau hơn đã tới mũi trái cây trấn. Bọn hắn đến rồi trên trấn, lại có rất nhiều người đi ra vây xem, Lý Đỗ rất có thể lĩnh hội tâm tình của bọn hắn, quanh năm suốt tháng chờ tại cái nhỏ hẹp khu vực, sinh hoạt làm từng bước, vô kinh vô hỉ, nhìn thấy người xa lạ hậu trước thực rất hưng phấn. Không cần chờ đến đi gặp tự bảo, trong bọn họ đường bị người ngăn lại, có người chỉ vào thị trấn một chỗ khác cười nói, các ngươi tới tìm cái người điên kia sao? Lý Đỗ đạo, đúng vậy, hắn ở đâu? Liên tại bọn hắn rời đi thị trấn cùng ngày, buổi tối thời điểm trên đầu đường xuất hiện một người điên, cái người điên này cùng bọn hắn muốn tìm sử đế phu một nhóm tựa hồ có quan hệ. Người kia cười nói, hắn bị mang đi, bị mang đến chủ trì hiệu nhân viên bến cảng xem xét cục. Chủ trì cảng chính là Lý Đỗ bọn hắn lúc tới máy bay rớt xuống đất, xem như phiến khu vực này thành phố lớn nhất, kỳ thực cũng là thành nhỏ. Rõ ràng, người của trấn trên không nhận ra điên hán thân phận, cảnh sát liền liên lạc cao hơn một cấp cục cảnh sát. Lý Đỗ nhất nghe muốn chửi mẹ, tiểu bảo nhìn thấy đội xe, vội vàng chạy tới, "Uy, tiểu nhị, ta ở giữa điện thoại chưa nói xong ngươi liền bị ngươi cút sáu." Tuyết Đặc, ngươi không đem lời nói xong. Lý Đỗ phiền muộn. Tiểu bảo đạo, ngươi trước tới trên trấn cũng tốt, ta chụp hình, ngươi xem một chút đây có phải hay không là người ngươi muốn tìm. Có lẽ hắn không phải thì sao? Nào có trùng hợp như vậy, đúng không? Bất quá hắn mặc quần áo cùng ngươi muốn tìm tiểu nhị mặc quần áo thật đúng là giống. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một cái kiểu cũ điện thoại. Trên điện thoại di động có ảnh chụp, Lý Đỗ nhanh chóng nhận lấy xem xét, ánh mắt lập tức ngưng trệ, đó là một người quen, đây là sử đế phu tiến áp sát người bảo tiêu, bọn hắn tại sải bờ gì ạ kể vai chiến đấu qua. Nhưng hắn kinh ngạc đến ngây người chính là, trên người hắn mặc một bộ lục sắc áo giả kịt, cái này áo giả kịt mới tinh, cùng bọn hắn đem qua cứu cái kia ái từ cơ bản ma trên người thiếu niên mặc mở dạng. Một cái bình thường tiểu bảo đều biết thông qua áo khoác tìm ra hai người liên hệ, nhưng hắn cũng không biết. Hắn cùng thiếu niên cùng một chỗ ở chung được lâu như vậy, vậy mà không có chú ý tới thiếu niên mặc lục sắc áo giả kịt cùng sử đế phu trong tấm ảnh mặc một dạng. Hình này là ai nhĩ xâm cho hắn mới chiếu, bởi vì quá quen thuộc, hắn liền vô ý thức không để ý đến sử đế phu trên người áo giả kịt, hắn phạm vào cái sai lầm lớn. Lang ca cũng chú ý tới điểm ấy, kinh ngạc nói, thiếu niên kia. Lý Đỗ hít sâu một hơi nói, trước đi tìm sử đế phu bảo tiêu, đáng chết, ta quá sơ sót. Từ chủ trì cảng đến mũi trái cây trấn chỉ có một đầu đường cái, hơn nữa đường cái không phải toàn trình nhựa đường lộ, đường xá không tốt, cảnh sát thông qua lục địa đi tới mũi trái cây trấn, bọn hắn rời đi không lâu, đuổi kịp không khó. Lý Đỗ trực tiếp đổi lại máy bay trực thăng, cái này truy đuổi cũng nhanh, máy bay trực thăng vô cùng lo lắng, bay lên không vẹn vẹn nửa giờ, bọn hắn liền thấy hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở trên đường lớn. Bít Ivan tại phía trước trên mặt đường miễn cưỡng hạ xuống máy bay trực thăng, xe cảnh sát chạy đến phía sau nhìn thấy máy bay trực thăng chặn đường, còn tưởng rằng đụng tới người nào, xuống xe cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp giơ súng lên. Lý Đỗ giơ tay lên đạo, đừng hiểu lầm, cảnh sát, chúng ta là người thành thật, chúng ta là tới gặp bằng hữu, các ngươi trong xe vị tiên sinh kia, hắn là chúng ta bằng hữu 6. Dừng lại, các ngươi tất cả đứng lại, nắm tay phóng tới ta có thể thấy chỗ. Cảnh sát đánh gãy lời của hắn, tiếp đó một mình ngươi đi tới. Lý Đỗ đi qua, đưa tay muốn lấy ra đồ vật, một người cảnh sát khẩn trương kêu lên, ngươi muốn làm gì? Thấy vậy Lý Đỗ nhanh chóng lại giơ tay lên, ta lấy điện thoại, bên trong có ta cùng nhóm này tính toán chụp ảnh chung, ta muốn chứng minh thân phận của chúng ta.
Cảnh sát đạo: "Không cần, ngươi trực tiếp xem hắn à, một người điên, cũng không phải trọng hình phạm hoặc người nào, ta không hoài nghi quan hệ của các ngươi." Lý Đỗ đạo tạ, hắn mở cửa xe, một tên đại hán lập tức từ chỗ ngồi phía sau vào ra. Hai cảnh sát nhanh chóng ngăn cản, đạo: "Hắn có đôi khi sẽ phát cuồng, đáng chết." Ngăn lại hắn. Lý Đỗ giữ chặt đại hán kêu lên: "Uy, bị đặc, là ta, là ta, là ta. Ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Sử đế phu đâu? Lão bản của các ngươi sử đế phu đâu?" Đại hán mặc rách tung toé, trên thân áo giả kịt cơ hồ lam lũ, vừa bẩn vừa nát. Bất quá nó bẩn không phải lây dính bùn đất, mà là có huyết có mỡ đông, không biết hắn tại trong hoàn cảnh ra sao trở qua, vậy mà cầm quần áo dày vò thành dạng này. Nghe Lý Đỗ mà nói, đại hán không phản ứng chút nào, hắn kéo lấy Lý Đỗ lảo đảo đi vài bước, tiếp đó lập tức ngồi trên mặt đất hai tay che khuôn mặt, dùng tràn đầy thanh âm nước nở đạo: "Chết, đều đã chết, tất cả đều chết hết, vẫn là đều đã chết. Ta làm không được, ta lại không thể nhà sáu." Cái này không đầu không đuôi nhường Lý Đỗ khắp cả người phát lạnh, cái gì chết? Bị đặc, ngươi xem ta, sử đế phu đâu? Đại hán dùng giọng khàn khàn tiếp tục nói thầm: "Ô ô, đều đã chết, sử đế phu." "Sử đế phu không thể nói." "Đối với, không thể nói." "Trưởng quan, không thể nói." "Không thể nói." Lang ca mấy người cũng chậm rãi đến gần, nhìn xem đại hán bộ dáng, hắn ngồi xổm người xuống rỗi ra ngón tay ở trước mặt hắn lắc lắc, lại làm động tác khác tới khảo thí đại hán tinh thần tình trạng. Một người cảnh sát vấn đạo: "Uy, các ngươi quen biết gia hỏa này sao? Nếu như các ngươi là bằng hữu, các ngươi đem hắn mang đi à, bất quá ta phải xem các ngươi giấy chứng nhận." Lý Đỗ đem mình hộ chiếu đưa cho hắn, vấn đạo: "Các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền bộ dạng như vậy sao?" Cảnh sát bên cạnh nói: "So với cái này còn hỏng bét, chúng ta đơn giản cho hắn thanh lý một chút." "Cứt chó, nếu để cho hắn đẩy người rác rưởi lên xe cảnh sát, xe của chúng ta phải báo hỏng." Lý Đỗ hận hận dậm chân, chính mình hôm qua lầm thật là lắm chuyện, bỏ lỡ nhìn thấy bị đặc thời cơ tốt nhất, nói không chừng mới đầu bị đặc trên người có một chút đi qua nơi nào vết tích, lại bị đám cảnh sát cho xóa đi. Lang ca đứng lên nói: "Lão bản, tình huống không tốt, bị đặc tinh thần đã hỏng mất." Lý Đỗ thở dài, hỏi không ra cái gì tới. Bị đặc một mực tại nhiều lần nói thầm mấy câu: "Chết, đều đã chết, làm không được, không thể nói các loại, những lời này không có chút giá trị." Lang ca đạo: "Từ trong miệng hắn thu hoạch tin tức rất khó, bị đặc là hải báo bộ đội tinh binh, bọn hắn tiếp thụ qua nghiêm khắc chống thẩm vấn huấn luyện. Những thứ này trong khi huấn luyện, có một hạng chính là tinh thần sụp đổ phía sau càng thêm thủ khẩu như mình." Tiểu Mã Cụ Dư Phu tiếc nuối nhún nhún vai nói: "Cái kia xong đời, chắc chắn không có cách nào từ trong miệng hắn móc ra cái gì tin tức, chúng ta cũng tiếp thụ qua cái này huấn luyện, mục đích là phòng ngừa bị bắt phía sau địch quân đem binh sĩ hành hạ hỏng mất, lại từ bọn hắn trong miệng bộ tin tức." Lý Đỗ chưa từ bỏ ý định, hắn lại thử một phen, nhưng vẫn là không cách nào từ bị đặc trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Cuối cùng hắn lấy ra hắn cùng bị đặc, sử đế phu bọn người ở tại Tây Bá Lợi Á chụp ảnh chung, vấn đạo: "Bị đặc, ngươi không nhớ ta sao?" "Ta là Lý, lão bản của các ngươi sử đế phu hảo hữu Trung Hoa Trung Quốc Lý A." Bị đặc kinh ngạc nhìn màn ảnh máy vi tính, thấy vậy Lý Đỗ mừng rỡ, nhìn có môn. 1651-1642. Hắn biết hắn phóng đại ảnh chụp, nhường hắn đi chú ý sử đế phu, kết quả ảnh chụp phóng đại phía sau hắn cũng không nhìn, lại nhìn về phía Lý Đỗ, ánh mắt không có tiêu cự, hai mắt vô thần, nhưng mục tiêu đúng là Lý Đỗ. Cảnh sát muốn nói gì, Lý Đỗ làm nhanh lên thủ thế ngăn lại, tiếp đó hỏi bị đặc đạo: "Sử đế phu, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Sử đế phu Đồ Sâm Bờ, lão bản của các ngươi sáu." Bị đặc đột nhiên mở miệng: "Côn trùng tiến vào trong tay ngươi, côn trùng tiến vào trong tay ngươi, thật nhiều côn trùng, có một côn trùng tại trước mặt bò, có một côn trùng tại trong thủy tinh, côn trùng tiến vào trong tay ngươi sáu." Nghe xong lời của hắn, Lang ca đám người nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, lần này hắn nói một chút nội dung mới, nhưng vẫn như cũ không dùng, hắn vẫn là tại nói lời ngốc. Nhưng Lý Đỗ sau khi nghe được lại thân thể chấn động, hắn nhất thiết phải dốc hết toàn lực mới bảo trì lại chính mình tỉnh táo bộ dáng, ra vẻ tỉnh táo bộ dáng. Những người khác nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu, bị đặc nói là lúc không phi trùng, hắn biết mình trong tay có một lúc không phi trùng. Bị đặc kinh ngạc nhìn hắn tiếp tục nói thầm: "Màu đen côn trùng, hai cái đùi, bốn cái chân, bốn cái cánh, tám cái cánh, thật nhiều màu đen côn trùng bò, bò vào trong tay người sáu." Nghe xong những lời này, Lý Đỗ càng ngày càng giật mình. Không hề nghi ngờ, hắn chính là biết lúc không phi trùng tồn tại, hắn còn biết có một lúc không phi trùng chui vào trong tay của mình. Thậm chí, bị đặc cho hắn cung cấp một tin tức, nguyên lai lúc không phi trùng có thể tiến hóa thành 8 cái cánh, trong tay hắn lúc không phi trùng chỉ có 6 cái cánh. Lý Đỗ nuốt nước miếng một cái, muốn nghe hắn nói càng nhiều nội dung. Thế nhưng là đến nơi này hắn lại bắt đầu lặp lại lúc trước đã nói, côn trùng tiến vào trong tay ngươi, ta nhìn thấy, côn trùng tiến vào trong tay ngươi 6. Hắn lại lặp lại hai lần, đột nhiên lại lần nữa hoán đổi đến đề tài mới vừa rồi, chết, đều đã chết, tất cả đều chết hết, ta làm không được, ta lại không thể, đều đã chết 6. Lý Đỗ bắt hắn lại hai tay đạo: "Bị đặc, ngươi xem ta, ngươi biết ta, ngươi nhất định nhận ra ta, ta là Lý, Trung Hoa Trung Quốc Lý, chúng ta cùng một chỗ đụng rượu, ngươi thua." "Chết, đều đã chết, tất cả đều chết hết, vẫn là tất cả đều chết hết, ta làm không được. Ta làm không được." "Ô ô, ô ô. A a a." Nói thầm mấy lần sau đó, Bị Đặc đột nhiên ôm đầu hét thảm lên. Lang ca một cái tát đập vào sau gót hắn bên trên, Bị Đặc hai mắt khẽ đảo té xịu trên đất. Cảnh sát giật mình: "Phút, ngươi làm cái gì?" Lang ca lạnh lùng nói, trạng thái tinh thần của hắn xuất hiện ba động, tiến nhập một cái càng thêm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ta phải nhường hắn hôn mê, bằng không hắn có thể trực tiếp sụp đổ thành đứa đần. Lý Đỗ cao mày hướng đi một bên, hắn đứng tại ven đường kinh ngạc nhìn nơi xa phong cảnh, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn có thể xác định Bị Đặc biết bí mật của hắn, thế nhưng là hắn từ nơi nào biết bí mật này? Còn có ai biết bí mật này sao? Tiểu Mã Cụ Dư Phu đi tới vấn đạo: "Lão bản, ngươi vẫn tốt chứ?" "Lý Đỗ đạo, cho ta một điếu thuốc." Tiểu Mã Cụ Dư Phu nhún nhún vai, đưa cho hắn một điếu khói giúp hắn nhóm lửa phía sau cười nói: "Lần thứ nhất nhìn ngươi hút thuốc,
thế nào? Tâm sự. Lý Đỗ hít một hơi thật sâu, kết quả khói hút lớn, sắp đến hắn nước mắt hàng lưu. Tiểu Mã Cụ Dư Phu mặt mũi tràn đầy lúng túng, "Lão bản, nếu không thì đừng rút, ngươi muốn đem phổi đều ho khan đi ra." Lý Đỗ ngồi xổm trên mặt đất ho khan, hắn một lần tình cờ ngẩng đầu một cái, nhìn đến so đặc biệt đế giày có một cái đồ vật. Hắn đi nhanh tới ôm lấy bị đặc chân to, tiếp đó nhìn thấy trên chân hắn giày leo núi đế giày lớn nhất một đầu đường vân chỗ, nặng một cái tiểu bối xác. Cái này vỏ sò màu lót trắng bệnh, có khác hôn tạp hoa văn màu sắc đa dạng sáu. Lý Đỗ đột nhiên từ trong túi móc ra một cái khác vỏ sò, cái này vỏ sò lớn hơn nữa, nhưng bộ dáng hai người tương tự, tuyệt đối là cùng một chủng loại, mà trong tay hắn cái này đại vỏ sò đến từ hắn cứu thiếu niên kia. Kim đồng hồ lại lần nữa chỉ hướng cái kia bởi vì lưu đặc biệt ít người nằm, hắn tại không chú ý ở giữa bỏ lỡ tiếp xúc chuyện này cơ hội tốt nhất, thiếu niên kia nếu như không có mất đi tại án chỉ kho ni trong hồ, vậy hắn vốn có thể từ thiếu niên trên thân tìm được đột phá khẩu. Bất quá thiếu niên dường như đang tránh chuyện này phát sinh, hắn tại bị phiệt thuyền lên thời điểm liền ra sức dãy rủa, không chịu rời đi hồ nước đến trên bờ đi, khẳng định có nguyên nhân. Bị đặc trên thân không có khả năng lại có bất cứ tin tức gì, Lý Đồ đón đi hắn, tiếp đó hắn cho Ai Nhị Sâm gọi điện thoại, cho hắn địa chỉ tọa độ, nhường hắn mang chuyên gia về bệnh tâm thần cùng ái tư cơ bản ma ngữ chuyên gia nhanh chóng tới. Biết được tìm được sử đế phu tin nhất được bảo tiêu một trong, Ai Nhị Sâm tới nhanh chóng. Hắn vận dụng một loại nhường Lý Đồ trợn mắt hốc mồm giao thông phương thức, đó chính là nhảy dù, máy bay phản lực bay thẳng đến rồi mũi trái cây trên trấn khoảng không, mấy đóa dù tiêu vào trên không nợ rộ sáu. Lão gia tử rất hăng hái a. Tiểu Mã Cụ Dư Phu gặm thúy xanh xanh quả lê cười nói, nhìn ra được, hắn là người nóng tính, lúc tuổi còn trẻ cũng là một hảo nhân vật a. Lý Đỗ nhìn chung quanh một chút, nông thôn khu vực, đồng ruộng làm chủ, dạng này địa vực chính xác có thể nhảy dù. Bất quá Ai Nhĩ Sâm hơn 60 tuổi niên kỷ còn dám tới cái này, cũng coi như hắn gan lớn. Ai Nhĩ Sâm đảm lượng chính xác đại, hắn thứ nhất hạ xuống, hơn nữa không cần phụ trợ nhảy dù viên, những thứ khác dù nhảy cũng là hai người, phụ trợ nhảy dù viên trong ngực ôm một cái sắc mặt thảm đạm chuyên gia. Sau khi hạ xuống lăn lộn 2 tuần, Ai Nhĩ Sâm lênh lẹ đứng lên, nhìn hắn không hơn thu thập dù nhảy, trực tiếp chạy về phía Lý Đỗ thở hổn hển vấn đạo, "Hô hô, người đâu? Hô hô, bị đặc ở nơi nào?" Lý Đỗ đem người chỉ cho hắn nhìn. Hắn nhất cổ tác khí lại chạy đi lên. Ai Nhĩ Sâm mang đi chuyên gia về bệnh tâm thần, còn có hai cái học giả bộ dáng người mờ mịt đứng ở bên này, không cần phải nói, hai vị này chính là ái tư cơ bản ma ngữ chuyên gia. Lý Đỗ đem ghi âm giao cho bọn hắn, "Vấn đạo, các ngươi nghe một chút, trong lời nói là nói cái gì?" Ghi âm bắt đầu phát ra, hai người cẩn thận nghe. Nghe xong ghi âm, một cái chuyên gia nói, "Tiên sinh, ta trước tiên giải thích một chút, cái gọi là ái tư cơ bản ma ngữ kỳ thực là một cái chỉ tốt ở bề ngoài khái niệm, bởi vì trên thực tế cũng không có một loại gọi là ái tư cơ bản ma ngữ ngôn ngữ." Cái này không giống tiếng Anh hoặc các ngươi Hán ngữ, ái tư cơ bản ma ngữ là sinh hoạt tại từ sái bờ gì ạ đến ạ là cả, lại đến Canada bắc bộ mãi đến Greenland đảo dạng này một mảnh mênh mông mà cực lạnh trên đất một chút ngôn ngữ cách gọi khác, bọn chúng thuộc về một cái ngữ hệ, đó chính là A lưu thần ngữ hệ 6. Lý Đô đạo, phức tạp như vậy. Vậy các ngươi nghe hiểu lời của hắn sao? Cái kia chuyên gia tặng hắn một cái đạo, chúng ta, ân nói như thế nào đây, chúng ta đại khái hiểu, nhưng không cách nào làm đến mỗi một câu đều nghe hiểu. Rất kỳ quái, loại ngôn ngữ này cùng ta tiếp xúc cái từ cơ bản ma ngữ khác biệt. Một người khác cũng gật đầu, đúng vậy. Hắn bên trong có chút từ tổ ta không có nghe hiểu. Vậy các ngươi nghe hiểu cái gì? Lý Đỗ gấp gáp vấn đạo. Xem trước một chút chuyên gia nói, ta từ đầu cho ngươi chụp câu phiên dịch à, đầu tiên là câu đầu tiên, hắn nói là cảm ơn ngươi cứu được mệnh của hắn, tiếp đó hắn lẩm bẩm một câu, câu nói này có chút mơ hồ, tựa như là nói, hắn không nên không nghe lời tùy ý chạy ra ngoài chơi 6. 1652-1643. Lục khoảng không lưỡng thế 6. Phía dưới câu này nghe không hiểu nhiều, tựa như là nói ánh lửa quá chói mắt. À, hắn lại nói cảm ơn, cảm tạ các ngươi cho hắn nước uống, hắn nói nước này uống rất ngon 6. 6. Hắn hy vọng ngươi đưa ngươi go đi xa một chút, hắn rất sợ cậu, thôn xóm bọn họ không cho phép nuôi chó, câu nói kế tiếp nghe không hiểu, cậu chọc cái gì họa. Lý Đỗ bừng tỉnh, khó trách thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy A Gào liền dọa thành như thế. Bất quá, hắn lập tức trong lòng có cái nghi vấn, mọi người đều biết, bởi vì Nữu đặc biệt người thích nhất cậu loại động vật này, bọn hắn xem cậu vì đồng bạn, chiến hữu, thân nhân. 6. Hắn hỏi ngươi, vì cái gì các ngươi thoạt nhìn là người giống vậy lại cùng chính mình nói không thông ngôn ngữ? Các ngươi hẳn là một cái tộc đàn. Đây là đối với Lý Đỗ nói. Hắn lại hỏi ngươi nhóm tới ở trên đảo làm gì? Đảo này rất cổ quái, để các ngươi mau chóng rời đi, không muốn ở trên đảo đợi thời gian quá lâu 6. 6. Hắn nói, lúc trước hắn đụng phải một chút người giống như ngươi, cũng là tóc màu vàng, cùng mình, tộc nhân không giống nhau, quần áo chính là đổi cho bọn họ 6. Lời này không phải cùng Lý Đô nói, cùng nhân gật gật đầu, ý là chính mình trực ban thời điểm muốn theo hắn giao lưu thời điểm có cái này đi âm. Bắt đầu từ nơi này, hắn đang kêu gọi, hẳn là đang kêu mấy cái tên, cái này không có phiên dịch tất yếu. Ân, hắn lại hô, nói mình bên cạnh có người, trước tiên đừng đi ra, đợi chút nữa chính hắn về nhà 6. 6. Hắn không muốn rời đi hồ nước, hắn muốn các ngươi thả hắn đi, không nên đem hắn mang lên bờ đi. Hắn một mực tại thỉnh cầu các ngươi để cho hắn chạy thoát, không đủ tháo vác ép hắn rời nhà. Chính là chỗ này vài lời, chúng ta phiên dịch không hoàn chỉnh, thực sự xin lỗi, đây đã là cực hạn của chúng ta, có một chút lời nói chúng ta chính xác nghe không hiểu. Chuyên gia cuối cùng tờ dài. Lý Đỗ vấn đạo, cái này ngôn ngữ, cứ như vậy khó có thể lý giải được. Chuyên gia cười khổ nói, tiên sinh, ngài là người Trung Quốc vậy ngài hẳn phải biết, tại quý quốc phương Nam nông thôn, có nhiều chỗ cách một con sông hai cái thôn, tiếng địa phương cũng không giống nhau. Bởi vì Nữu đặc biệt người ngôn ngữ ở điểm này chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì bọn họ là dân tộc du mục, ở một cái chỗ sẽ không chờ rất lâu. Mà bọn hắn lại là phong bế bộ lạc, có thể một cái bộ lạc tại nào đó phiến trong hoang nguyên nghỉ ngơi nhiều năm, dạng này tiếng nói của bọn họ rất dễ dàng xuất hiện biến hóa,
loại biến hóa này không cách nào kịp thời truyền ra ngoài, cuối cùng liền sẽ biến thành đặc biệt tiếng địa phương 6. Ngoài ra còn có một chút từ, bởi vì Nữu đặc biệt người cũng là giàu có sức sáng tạo dân tộc, bởi vì hoàn cảnh hạn chế, bọn hắn không cách nào tại trong sinh hoạt hiện ra sức sáng tạo, liền hiện ra ở ngôn ngữ một khối này, cái nào đó thôn xóm thường xuyên sẽ xuất hiện mới từ ngữ. Đồng dạng, nếu như những thứ này từ mới ngữ không thể kịp thời truyền ra ngoài, cái kia ngoại giới liền không thể nào hiểu được. Lý Đỗ Minh bạch hắn ý tứ, này liền cùng bây giờ hài tử cùng phụ mẫu tại trên ngôn ngữ khoảng cách thế hệ mở dạng, hài tử học được internet ngữ, tại trong hiện thực phụ mẫu căn bản nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Bất quá bây giờ hắn lấy được tin tức đã đủ nhiều, bởi vì Nữu đặc biệt thiếu niên nhiều lần nâng lên hắn không muốn rời đi hồ nước, rõ ràng hắn bây giờ còn tại nơi đó. Hắn còn đề cập tới hắn gặp qua Sử Đế Phu một nhóm, hắn mặc áo giả kịch chính là từ Sử Đế Phu bọn người trong tay lấy được, chứng minh Sử Đế Phu cũng chờ tại trong hồ nước hoặc ở trên đảo. Đang suy tư hắn lấy được tin tức, Ai Nhị Sâm đi tới, hắn lắc đầu nói, bị đặc, ai, triệt để điên rồi. Lý Đỗ vấn đạo, không có bắt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ai Nhị Sâm cười khổ một tiếng, ta hy vọng ta chiếm được những tin tức kia không phải chân thực, ta càng hy vọng bọn chúng không cần. Lý Đỗ minh bạch hắn ý tứ, bị đặc một mực nói chết đều đã chết, nếu như nói chính là Sử Đế Phu bọn người, cái kia Ai Nhị Sâm sẽ hỏng mất. Ai Nhị Sâm lại hỏi, người bên này thì sao? Có hay không được cái gì tin tức hữu dụng? Lý Đỗ muốn đem hắn biết nói cho Ai Nhị Sâm, thế nhưng là hắn suy tư một phen, quyết định tạm thời đem các loại tin tức giấu ở đáy lòng, bởi vì này cũng dính đến bí mật của hắn. Hắn không biết bị đặc là thế nào biết thời không phi trùng quan hệ với hắn, hắn cũng không biết ngoại trừ bị đặc bên ngoài còn có bao nhiêu người biết chuyện này, nhưng hắn biết chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu như loại sự tình này bị nhiều người biết, không nói trước có thể hay không bị cắt miếng nghiên cứu, chỉ nói vạn nhất có người nếu như lợi dụng bí mật này áp chế hắn, vậy thì đầy đủ đưa hắn vào địa ngục. Lạc Đường đảo cùng Hàn Chỉ Kho Ni hồ tràn ngập thần bí, hắn quyết định chính mình dẫn đội giải quyết chuyện này. Ai Nhĩ Sâm vô tâm lưu tại nơi này, hắn càng nhiều đem hy vọng đặt ở bị đặc trên thân, mang lên bị đặc, hắn quyết định đi New York, đem hắn đưa đi tốt nhất bệnh viện tâm thần trị liệu. Lý Đỗ đem chính mình lấy được hai cái nước ngọt bối chụp hình cho Ai Nhĩ Sâm, nhường hắn trở về tìm vỏ so loại chuyên gia hỏi một chút đây là cái gì bối, đản sinh tại địa phương nào, xem có hay không có thể sử dụng tin tức. Đưa tiền Ai Nhĩ Sâm, Lý Đỗ quyết định khởi động máy bay trực thăng, đất chống lương thê, từ hai phương diện cùng đi dò xét Lạc Đường đảo. Mặt khác, hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới Lạc Đường đảo tin tức, có thể cách nơi này gần nhất chính là mùi trái cây trấn, mùi trái cây trấn người tương đối bảo thủ, không thể nào ra ngoài, dù cho ra ngoài cũng không đi Lạc Đường đảo. Thế là hắn có thể tìm được liên quan tới Lạc Đường đảo tin tức cũng rất ít, sớm mấy năm chính phủ đã từng muốn khai phát đảo này tới, về sau vì bảo hộ án chỉ kho ni hồ môi trường sinh thái, cũng bởi vì vô lợi khả đồ, khai phát kế hoạch liền chấm dứt. Mặt khác có ít người đi ở trên đảo thám hiểm, kết quả không ngừng có người lên đảo sau đó là đường, không cách nào nhận được cứu viện dưới tình huống, cơ hội cuối cùng đều chết mất. Cho nên, đối với chung quanh mà nói, Lạc Đường đảo là một chỗ cấm địa, theo nó trên thân vô lợi khả đồ, ngược lại có nhất định tính nguy hiểm, tất cả mọi người không muốn đi tới gần nó. Lang Ca dẫn đội từ trên lục địa đảo, Lý Đốt thì cưỡi máy bay trực thăng, bọn hắn lại lần nữa đối với Lạc Đường đảo bắt đầu tìm tòi. Tiểu Mã Cụ Dị Phu ngồi ở bên cạnh hắn, lập lại kẹo cao su la lớn, "Lão bản, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta tìm được tiểu tử kia kế cùng 80 năm trước mất tích bởi vì Nữu đặc biệt nhân bộ có rơi không có quan hệ?" Lý Đỗ gật đầu, "Ta nghĩ tới, thế nhưng là 80 năm, bọn hắn làm sao làm được không có bị ngoại giới phát giác? Bọn hắn không cách nào tự cấp tự túc a. Ngươi thấy được, đứa bé kia biết ăn sô cô la, hắn rõ ràng không phải không có cùng ngoại giới đã từng quen biết bộ dáng." Tiểu Mã Cụ Dị Phu gãi gãi đầu, "Đạo, hoặc bọn hắn không ở nơi này phụ cận xuất hiện. Bọn hắn trong hồ hoặc ở trên đảo sinh hoạt, tiếp đó ngẫu nhiên đi một cái thành phố nào đó." "Lý Đỗ đạo, phương tiện giao thông đâu?" Tiểu Mã Cụ Dị Phu nhún vai một cái nói, "Thượng đế mới biết được. Lạc Đường đảo diện tích có chút rộng lớn, khoảng chừng hơn 60 km, máy bay trực thăng rầm rập ở bầu trời bay lượn, dần dần hạ thấp độ cao bắt đầu lùng tìm. Trên không tiến hành trọng điểm lùng tìm, xác lập trọng điểm phía sau mặt đất tiểu phân đội tiến hành địa thám thức lùng tìm, hai bên kết hợp, tìm kiếm điểm đáng ngờ. Từ không trung nhìn, đây là một cái hoang đảo, ở trên đảo không có bóng người, máy bay trực thăng vòng quanh Lạc Đường đảo bay hai vòng, Lý Đỗ mắt đều nhìn đỏ lên, vẫn là phát hiện gì cũng không có. Hắn để ống nhòm xuống nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, đối với Bit Ivan nói, đi cho máy bay trực thăng tiếp tế cùng kiểm tra tu sửa, trở về muốn tiếp tục kiểm tra. 1653-1644. Một cái bởi vì Nữu đặc biệt người Lý Đỗ nhất định phải tìm đến Sử Đế Phu, một là bởi vì hứa hẹn, trên người hắn gánh chịu lấy Ai Nhị Sâm hy vọng, hai là bởi vì bị đặc biệt bí mật của hắn, cùng hắn làm đồng bạn những người khác có lẽ cũng biết. Hắn cũng biết thời không phi trùng tin tức, nghe xong bị đặc mà nói phía sau hắn có một dự cảm, nếu như mình có thể tìm tới Sử Đế Phu, có lẽ liền có thể biết thời không phi trùng thân phận cụ thể. Thế là, hắn trực tiếp ở trên đảo dọn dẹp ra một phiến khu vực, tạm thời ở phía trên tiến hành hạ trại, nhưng trong doanh địa chỉ có tiếp tế, người hay là ở tại bờ bên kia. Lạc Đường đảo ít nhiều có chút tà môn, hắn không rõ ràng đảo này tình huống, không dám phía trên đợi thời gian quá lâu, hắn tin tưởng cái kia bởi vì Nữu đặc biệt ít người năm khuyên bảo là có đạo lý. Ở trên đảo có máy bay trực thăng cùng một bộ phận sinh hoạt vật liệu tiếp tế, bọn bảo tiêu cùng ngoài ra sinh hoạt vật tư tiếp tế ở trên bờ, mỗi ngày ban ngày bọn hắn lên đảo điều tra, buổi tối thì trở về doanh địa nghỉ ngơi. Những ngày này, bọn họ ẩm thực cũng không tệ, ản chỉ kho ni trong hồ sản xuất nhiều đủ loại cá nước ngọt, vùng băng giá cá nước ngọt lớn lên chậm, chất thì tốt, ngược lại là ăn Lý Đỗ rất vui vẻ. Đi qua cẩn thận điều tra, Lạc Đường đảo không có hữu phát hiện người, nhưng phát hiện một số người vết tích sinh hoạt. Thế nhưng là cái này không có thể chứng minh cái gì, bọn hắn tại mùi trái cây trấn nghe ngóng tin tức thời điểm đã có người nói, ở trên đảo ngẫu nhiên có mạo hiểm giả đang lục, có lẽ đây là mạo hiểm giả dấu vết lưu lại.
Ai Nhĩ Sâm đối với tìm kiếm Sử Đế Phu tung tích tận hết sức lực, hắn vận dụng quan hệ cho máy bay trực thăng cài đặt một đài đo vẽ bản đồ giả đạ, thông qua này đài giả đạ, đem toàn đảo quét hình một lần phía sau có thể chế tạo ra 3D bản đồ địa hình, bao quát sinh mệnh vết tích cũng có thể phát hiện. Nhưng mà, lạc đường đảo khoáng thạch bên trong không biết chứa cái gì từ tính mạnh tính chất vật chất, chế ra 3D bản đồ địa hình mơ hồ, trợ giúp không lớn. 3D quét hình bản đồ địa hình không có gì trợ giúp, dù cho quét rõ ràng cũng vô dụng, Lang Ca dẫn người tại A Meo cùng A Gào dưới sự giúp đỡ cơ hồ đem hòn đảo tìm tòi một lần, chính xác không có hưu phát hiện người bóng dáng. Ở trên đảo không có hưu phát hiện, mặt hồ không có hưu phát hiện, vậy phải tìm người, liền phải đem chủ ý đánh tới trong hồ nước. Lý Đỗ không tin có người có thể tại dưới nước sinh hoạt, cái này có chút quá huyền bí, vốn là hắn sẽ không nhìn chằm chằm hồ nước, thế nhưng là cái kia bởi vì nữu đặc biệt ít người năm lúc đó ngay tại hắn mí mắt nội tỉnh phía dưới tan biến tại trong hồ nước, này làm sao cũng nói không tốt. Những ngày này hắn mua đại lượng lặn xuống nước dụng cụ, đồ lặn, tàu lặn, tên lửa đẩy, dưới nước máy quay phim các loại, đủ loại công cụ đều rối rít đúng chỗ. Xác định ở trên đảo không có hưu phát hiện, Lý Đỗ liền muốn dẫn đội tiến vào trong hồ nước lục soát. Đây là một cái càng lớn công trình, hơn nữa gặp nguy hiểm tính chất. Ản Chỉ Kho Ni hồ là một cái hồ nước lớn, bình quân chiều sâu là 55m, chỗ sâu nhất có tiếp cận 600m, tại không có tàu lặn dưới sự giúp đỡ, chỉ dựa vào người là không có cách nào siêu tầm. Biết được hắn muốn xuống nước lùng tìm, Ai Nhị Sâm cố ý gọi điện thoại tới cho hắn. Lão gia tử âm thanh càng thêm mệt mỏi, "Lý, ngươi muốn lùng tìm toàn bộ trong hồ sao?" "Lý Đỗ đạo, bây giờ trên mặt nước không có hưu phát hiện, vậy ta liền phải đi dưới mặt nước nhìn một chút." Nghe xong lời này, Ai Nhị Sâm thở dài nói, "Dạng này nhưng là phí sức, Ản Chỉ Kho Ni hồ diện tích quá lớn." Lý Đỗ mỉm cười nói, "Cái này không có vấn đề, ta lấy lạc đường đảo làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ, vô luận như thế nào ta phải cẩn thận tìm xem một chút, bằng không bỏ lỡ cái gì, ta sẽ thật đáng tiếc." Ai Nhĩ Sâm cảm kích nói, "Cái kia đa tạ ngươi, rất xin lỗi ta không cách nào trực tiếp đi giúp chút gì không, bây giờ hai cái gia tộc sinh ý, một chút tin tức còn có sự tình khác nhiều lắm, ta có chút không cách nào thoát thân." Lý Đỗ miệng đầy đáp ứng, "Đây là ta phải làm." Ai Nhĩ Sâm không cách nào đến hiện trường, nhưng ở vật tư cung ứng bên trên có cầu tất ứng. Người của đại gia tộc mạch tài nguyên bắt đầu bày ra, Canada Hải quân cùng Lý Đỗ tiến hành liên hệ, bọn hắn phái tới một đội oa nhân hiệp trợ điều tra. Lý Đỗ an bài trước oa nhân nhóm tại dưới nước để đặt camera tiến hành giám sát, bởi vì hồ nước có chút vấn đục, camera tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu có so không có mạnh, có chút ít còn hơn không. Một hồi oanh oanh liệt liệt dưới nước tìm kiếm hoạt động bắt đầu, Ai Nhị Sâm đang chuẩn bị triệu tập cỡ nhỏ tàu ngầm không vận qua tới, đương nhiên, hắn điều động không phải quân sự tàu ngầm, mà là cỡ nhỏ du lịch tàu ngầm, Lý Đỗ tại Úc Sở Chây Lia gặp qua. Lạc đường đảo chính là vỏ quả đất tại hồ bạc bên trong nổi lên, từ hòn đảo biên giới bắt đầu, hướng về trong hồ nước dần dần xâm nhập. Lý Đỗ an bài oa nhân từng bước để đặt camera, hắn trước đem chúng quanh đảo giám sát đứng lên. Bận làm việc hơn một cái chu, ước chừng hơn vạn cái camera bị bố trí đi, nhưng này bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, vẹn vẹn đem chúng quanh đảo giám sát đứng lên, trong hồ nước đại bộ phận thủy vực vẫn như cũ giấu ở thần bí bên trong. Trung tuần tháng 7, buổi sáng, Lý Đỗ đang nghiên cứu thủy vực địa đồ, hắn chuẩn bị dùng 3D đo vẽ bản đồ nghi đối với đáy hồ tiến hành kiểm tra, xem đáy hồ có hay không chỗ dị thường. Đúng vào lúc này, hắn bộ đàm vang lên, tiểu mã cụ dự phu thanh âm truyền ra, "Lão bản, có một vị bởi vì nữu đặc biệt người đến thăm, hắn đang tìm ngươi." Lý Đỗ lập tức đạo, "Nhường hắn đi vào." Hắn tại hồ bên cạnh thiết lập một cái doanh trại nhỏ, liền cùng quân sự doanh địa tựa như, đủ loại công cụ, đủ loại dụng cụ, bởi vì này vài thứ rất đáng tiền, vì phòng ngừa có người tới trộm cướp, hắn còn an bài thủ vệ, như vậy thoạt nhìn cùng quân doanh càng giống hơn. Tiểu mã Cù Dư Phu mang đến một người trung niên, hắn mặc đơn giản, dáng người thấp bé, có bởi vì nữu đặc biệt người hình dáng đặc thù, nhưng nhường Lý Đỗ chú ý nhất chính là, da của hắn rất trắng, liền cùng phía trước Lý Đỗ thấy qua cái kia bởi vì nữu đặc biệt thiếu niên một dạng. Song phương gặp mặt phía sau, trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề, hắn thậm chí nhóm không có tự giới thiệu, trực tiếp dùng cứng rắn tiếng Anh vấn đạo, "Tiên sinh, ngài khỏe, xin hỏi ngài ở đây làm gì?" Lý Đỗ cười nói, "Ta tại hồ bên trong tìm đồ." Trung niên nhân nói, "Là tại hồ bên trong bắt cá sao? Trong hồ này nhưng không có thuyền đắm hoặc cái gì bảo tàng nha." Lý Đỗ đạo, "Ta không tìm bảo tàng, cũng không bắt cá, ta đang tìm ta một cái mất tích bằng hữu." Trung niên nhân kinh ngạc trừng to mắt đạo, "Bằng hữu của ngươi tại hồ bên trong bơi lội, tiếp đó bị chết đuối sao?" Lý Đỗ lắc đầu, "Cụ thể ta không tin tưởng, ngược lại ta phải tìm được hắn, trên thực tế ta muốn tìm không phải một người, là một đám người rất trọng yếu, ta phải cẩn thận tìm kiếm, ngươi tìm đến ta là vì cái gì?" Trung niên nhân hít một hơi thật sâu nói, "Ta liền là hiếu kỳ, nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện tại hồ bên cạnh, xuất hiện lâu như vậy sao? Người từ đâu tới?" Lý Đỗ bỗng nhiên đánh gãy lời của hắn vấn đạo. Trung niên nhân sững sờ, "Đạo, ta từ đâu tới? Ngươi hỏi cái này làm gì?" Lý Đỗ bản năng cảm thấy hắn có vấn đề, phản ứng của hắn cùng trả lời càng làm cho hắn kiên định cảm giác của mình. Thế là, hắn ngay sau đó vấn đạo, "Ngươi chớ xía vào ta xong rồi đi, ngươi tiến vào doanh địa của ta đương nhiên được giải ngươi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Đến từ nơi nào? Tên gọi là gì? Trên người có chứng kiện gì? Ta cần biết ngươi thân phận cụ thể." Trung niên nhân xoa xoa tay nói, thân phận của ta cùng ngươi không có không quan hệ, ta là nói, ai, ta là tới đưa tin 1654-1645. Truy tung cái này bởi vì nữ đặc nhân xem xét chính là trung hậu người thành thật, hơn nữa trong lòng của hắn có quỷ, hắn đến tìm Lý Đỗ, cũng không phải cái gì cảm giác hiếu kỳ hoặc không có việc gì tới tham gia náo nhiệt, điểm ấy Lý Đỗ nhất mắt liền có thể nhìn ra. Cho nên, hắn tại trò chuyện cùng khí thế đi lên áp chế trung niên nhân này, nhường hắn mau hơn tay chân thất thố, nhường hắn bộc lộ ra ý đồ chân thật. Mục đích của hắn đã đến, cơ hồ không chút dùng sức, trung niên nhân liền nói thật. Nghe xong lời của hắn, Lý Đỗ căng thẳng trong lòng, vấn đạo, ngươi muốn đưa cái gì tin? Một cái lời nhắn. Trung niên nhân nói,
Sử đế phu đồ xâm bợ giao cho ta lời nhắn, hắn để cho ta nói cho ngươi sáu. Theo hắn mở miệng, đằng sau hắn phun ra mỗi một cái từ đơn đều để Lý Đỗ tim đập rộn lên, thế nhưng là nói đến chỗ khẩn yếu, người này không nói, trực tiếp ngậm miệng lại. Cái này khiến chờ đợi không dứt Lý Đỗ rất tức giận, Sử đế phu quả nhiên cùng nơi này có quan hệ, hắn cùng bởi vì Nữu đặc nhân cũng có liên hệ. Lý Đỗ vì tìm kiếm Sử đế phu thế nhưng là xuống đại lực khí, lần này không có thời không phi trùng trợ giúp, hắn chỉ có thể dựa vào biện pháp đần độn đang tìm kiếm, thế nhưng là lại dày vò thể lực lại dày vò tinh thần. Cho nên, muốn nói hắn ở bên hồ chờ đợi hơn nửa tháng trong lòng không có oán khí là không thể nào. Đặc biệt là Tô Phỉ bên kia còn mang thai, hắn không thể trở về đi bồi thê tử, nhưng phải ở đây màn trời chiếu đất, nội tâm càng là oán khí tràn đầy. Dạng này bởi vì Nữu đặc nhân vậy mà thừa nước đục thả câu, nhưng làm hắn tức đi lên, hắn vô ý thức thì đi sở treo ở trên eo phòng thân truy thủ, căm tức nhìn đối phương đạo, nói cho ta biết cái gì? Nói nhanh một chút. Bởi vì Nữu đặc nhân bị hắn kích động phản ứng sợ hết hồn, vội vàng nói, ta không có thể trực tiếp nói cho ngươi, ngươi được cho ta hứa hẹn, ngươi được hứa hẹn ngươi biết tin tức của hắn phía sau ly khai nơi này. Nghe lời này một cái, Lý Đỗ hiểu thêm, trong hồ này có quỷ, hơn nữa cùng Sử đế phu cùng cái này bởi vì Nữu đặc nhân có liên quan. Hắn hít sâu một hơi, đạo, ta phải tìm được Sử đế phu cùng những người khác, tìm không thấy bọn hắn ta không có thể đi, cái này cũng là lời hứa của ta. Bởi vì Nữu đặc nhân kiên định lắc đầu, không được, đây tuyệt đối không được, ngươi được ly khai nơi này. Lý Đỗ nhìn xem hắn nói, ngươi biết Sử đế phu tin tức? Ngươi biết tin tức này cũng không nói cho ta biết. Ngươi tin hay không ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi chủ động mở miệng. Bởi vì Nữu đặc nhân biến sắc, đạo, ngươi muốn đối ta dùng hình sao? Lý Đỗ mỉm cười nói, không, ta không phải là dã man nhân, ta sẽ không cho ngươi dùng hình, nhưng ta vẫn có rất nhiều biện pháp để cho ngươi chủ động mở miệng. Bởi vì Nữu đặc nhân cũng không sợ, hắn khẽ nói, ngươi nếu là làm như vậy, ngươi đừng hối hận, như thế ngươi thật sự tin tức gì cũng không chiếm được. Lý Đỗ quả thật có biện pháp đối phó đối phương, tỉ như sử dụng trí huyết tể, trong tay hắn thì có thứ này. Thế nhưng là bởi vì Nữu đặc nhân biểu hiện nhường hắn không dám tùy tiện làm loạn. Đối phương tựa hồ rất có sức mạnh, hắn giống như có hậu chiêu gì không có xuất ra. Lý Đỗ biểu lộ âm tình bất định, bởi vì Nữu đặc nhân nhìn xem hắn nói, ngươi và Sử đế phu đồ xâm bợ nói không giống nhau, hắn nói ngươi là rất người thông minh, hơn nữa còn là một rất ôn hòa người tốt, trong mắt của ta, giống như cũng không phải là như thế. Đối phương không có sợ hãi, nhường Lý Đỗ tỉnh táo lại. Hắn nói, trước tiên đừng kết luận, nếu như thê tử của ngươi mang thai, ngươi cự tuyệt tìm kiếm bằng hữu không thể không rời đi nàng, ở một cái rời xa nàng mấy ngàn dặm dã ngoại hoang vu mỗi ngày khô khan đối mặt hồ nước, ngươi sẽ trở nên so với ta tinh khí càng kém. Bởi vì Nữu đặc nhân nhún nhún vai nói, đây quả thật là không phải tốt sinh hoạt, thế nhưng là, tất nhiên dạng này ngươi vì cái gì không trở về nhà đâu? Trở về theo ngươi thê tử cùng hải tử. Lý Đỗ đạo, bởi vì ta phải tìm được bằng hữu của ta, hắn cũng có người nhà. Bởi vì Nữu đặc nhân lắc đầu nói, không có, Sử đế phu đồ xâm bờ không có. Thế nhưng là những người khác đâu? Lý Đỗ hỏi ngược lại, cùng với hắn một chỗ rất nhiều người, bọn hắn đều có vợ con cái à? Ta cuối cùng phải tìm được bọn hắn a. Bởi vì Nữu đặc nhân khổ sở nhìn xem hắn nói, ngươi tìm không thấy bọn họ, đại đa số người, ngươi rất khó tìm bọn họ. Vô cùng khó khăn sáu. Lý Đỗ căng thẳng trong lòng, vấn đạo, có ý tứ gì? Bọn hắn chết. Bởi vì Nữu đặc nhân lại lắc đầu đạo, không phải, ta không biết, ai biết được. Có lẽ chỉ có nắm nạp sạt biết sáu. Nghe đến đó, Lý Đỗ giật mình đạo, nắm nạp sạt. Thiên không chi thần. Ngươi là hơn 80 năm trước, cái này bên hồ mất tích cái kia bởi vì Nữu đặc biệt thôn trang người. Bởi vì Nữu đặc nhân không có trả lời, hắn nói nghiêm túc, nắm nạp sạt không phải thiên không chi thần, hắn là thời không chi thần. Lý Đỗ lẩm bẩm nói, thời không chi thần. Khống chế thời gian và không gian. Đáng chết. Ta có chút rối loạn, ngươi nói cho ta biết, Sử đế phu để cho ngươi nói gì với ta? Bởi vì Nữu đặc nhân vấn đạo, ngươi thể ngươi biết tin tức này phía sau sẽ rời đi sao? Lý Đỗ lắc đầu nói, không, ta phải tìm được hắn, ít nhất nghe được hắn chính miệng nói cho ta biết chân tướng sự tình, như thế ta mới có thể dừng tay, bằng không ta bàn giao thế nào? Thấy hắn thái độ kiên định, bởi vì Nữu đặc nhân chậm rãi lui lại, nói, dạng này ta không có thể câu thông với ngươi, ta sẽ lại tới tìm ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta mới thôi. Tiểu Mã Cử Dư Phu cho Lý Đỗ nhất cái ánh mắt, hỏi thăm muốn hay không lưu hắn lại. Lý Đỗ lắc đầu, đạo hắn sẽ trở lại, không cần làm khó hắn, hơn nữa ta có thể nhìn ra, hắn là bằng hữu, không phải địch nhân. Bởi vì Nữu đặc nhân cười nói, đương nhiên, chúng ta không cùng bất luận kẻ nào là địch, đặc biệt là ngươi vẫn là ân nhân của chúng ta, đặc biệt là, kỳ thực giữa chúng ta có chút mọn mọn, ngươi có thể đi tới nơi này hẳn là cảm tạ chúng ta. Đằng sau câu nói này có chút không đầu không đuôi, Lý Đỗ vô ý thức vấn đạo, ngươi nói là có ý gì? Bởi vì Nữu đặc nhân không có giảng giải, mang theo một mặt thần bí nụ cười quay người hướng phía sau đi đến. Tiểu Mã Cử Dư Phu đi lên kéo hắn một cái, đạo, cẩn thận. Bởi vì Nữu đặc nhân giật mình, đạo, cái gì? Tiểu Mã Cử Dịu Phu nói, ngươi suýt chút nữa dẫm lên trên mặt đất cái hộp này, bên trong có a gào đồ chơi. A gào chính là cái kia nhìn rất hung hãn chó săn. Hắn tiễn đưa bởi vì Nữu đặc nhân rời đi, Lý Đỗ ngồi ở trên ghế ngẩn người. Sự tình phát triển dần dần vượt qua khống chế của hắn, hết thảy trở nên huyền bí khó lường đứng lên, cả sự kiện càng là bao phủ trong một tầng mê vụ, thần bí khó lường. Tiểu Mã Cử Dịu Phu đưa đi bởi vì Nữu đặc nhân phía sau nhanh chóng trở về, hắn mở ra một đài máy vi tính phần mềm, đạo, lão bản, chúng ta đi lần theo hắn. Lý Đỗ vấn đạo, vừa rồi đẩy hắn thời điểm, ngươi ở đây trên người hắn thả thiết bị truy tìm. Tiểu Mã Cử Dịu Phu hì hì nở nụ cười, đạo, đúng vậy. Trên máy tính bảng xuất hiện một cái khiêu động điểm đỏ dần dần rời xa doanh địa, bọn hắn lặng lẽ theo ở phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định, bảo trì máy tính cùng thiết bị truy tìm tín hiệu ở giữa liên tuyến. Rời đi doanh địa một khoảng cách phía sau, điểm đỏ quẹo cua, tiếp đó hướng hạn chỉ kho nghi hồ tiếp cận. Lý Đỗ Hòa Lang Ca, Tiểu Mã Cử Dịu Phu lẫn nhau,
như bọn hắn đoán như thế, chuyện này chính là cùng cái hồ này không thoát được quan hệ. 1655-1646. Đáy hồ xoắn ốc cái này thiết bị truy tìm rất lợi hại, nó là thông qua vệ tinh tới trung chuyển tín hiệu xạ nhiều lần phức tạp, có thể bao trùm 2 km xa. Nhưng đây là đang trên lục địa, bởi vì Nữu đặc biệt người về sau nhảy vào trong hồ, hắn xuống nước sau đó, trên máy tính bảng tín hiệu lập tức trở nên kém. Lý Đỗ vội vàng hỏi, thiết bị truy tìm có thể hay không chống nước? Tiểu Mã Khắc Lạc Phu làm ra ok đích thủ thế đạo, ở trong nước tín hiệu sẽ kém một chút, nhưng mà yên tâm, nó có chống nước công năng. Chính xác, phản ứng tại trong máy vi tính tín hiệu mặc dù giảm bớt một chút, thế nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn không thể như ong vỡ tổ xuống nước, bởi vì lúc trước thiếu niên kia nhảy xuống nước phía sau biến mất không thấy gì nữa, Lý Đỗ đối với cái hồ này lúc nào cũng có chút kiêng kỵ. Tiểu Mã Khắc Lạc Phu xuất ra một cái chủ ý, bọn hắn có thể cưỡi bị phiệt thuyền từ mặt hồ truy tung, ngược lại hồ nước chỗ sâu nhất cũng bất quá 500m, vẫn còn thiết bị truy tìm tín hiệu tiếp thu phạm vi bên trong. Lại nói, ta vậy mới không tin nhóm này kế có thể lặn xuống 500m. Nhờ vậy, hắn nhưng không có công cụ phụ trợ, càng không có tàu lặn bảo hộ cơ thể, làm sao có thể lặn xuống 500m, đúng không? Tiểu Mã Khắc Lạc Phu nói. Lý Đỗ đạo, cẩn thận một chút, chúng ta theo sát hắn. Tín hiệu ở trên màn ảnh lại lóe lên một hồi, cuối cùng, điểm đỏ biến mất. Lúc này bị phiệt thuyền vị trí trên mặt hồ trung ương, Lạc Đường đảo cách bọn hắn không tính xa. Cái vị trí này dưới nước vẫn như cũ thuộc về Lạc Đường đảo đảo cơ bản một bộ phận, nhưng ở vào đảo cơ bản cuối cùng, nước sâu chừng hơn 100m. Trên thuyền một đoàn người trợn mắt hốt mồm, đại mạ cả rồ vấn đạo, các ngươi không phụ trợ tự do lặn xuống nước ghi chép là bao nhiêu? Lang ca đạo, ta là chừng 40 thước, châu đen là phương diện này cao thủ, đại khái là 50m. Nơi này có ít nhất 100m sâu. Tiểu Mã Khắc Lạc Phu hít vào cảm lạnh khi nói. Lý Đỗ đạo, trước tiên đừng thảo luận cái này, tín hiệu biến mất không thấy, đây là có chuyện gì? Tiểu Mã Khắc Lạc Phu gãi gãi đầu nói, hoặc là tín hiệu bị ngăn cách, hoặc là thiết bị truy tìm bị hủy diệt. Dù sao thì là không tiếp thu được nó phát ra tín hiệu. Lý Đỗ nói, cái kia phía dưới vị trí này, chuẩn bị tàu lặn, chúng ta đi phía dưới xem. Trực tiếp xuống. Lang ca vấn đạo. Lý Đỗ lắc đầu, không, trước tiên bỏ xuống trong nước camera, ai nhị xâm tiên sinh đưa tới một chiếc hải dương tìm tòi bờ lạch cờ rằng phải không? Để nó xuống, chúng ta xem tình huống. Hắn không muốn trực tiếp đi mạo hiểm, 100m nước sâu quá kinh khủng, ai biết dưới nước có cái gì. Dù sao hắn lập tức phải làm ba, hắn không thể ra vấn đề gì, hắn nhất định phải thật tốt trở về gặp Tô Phỉ, tiếp đó chờ hải tử xuất sinh đi gặp hải tử. Rất nhanh, Hải Dương tìm tòi bờ lạch cờ rằng bị thả vào trong nước. Cái máy này người toàn thân là tròn hình tròn, bốn phương tám hướng có bao nhiêu cái bánh xe cùng giá đỡ, có thể thích ứng đáy biển địa hình phức tạp. Nó thông qua một cây cáp điện kết nối, căn này cáp điện vì nó cung cấp điện năng, cũng phụ trách đem camera bắt được hình ảnh truyền lại trở về. Bờ lạch cờ rằng chậm chậm rơi vào trong nước, đi theo ở nó bên cạnh còn có một số camera, những thứ này camera bị nó dùng chung quanh giá đỡ cố định trụ, đến mỗi nhất định nước sâu hoặc vị trí dự định, liền có thể thông qua máy tính khống chế bờ lạch cờ rằng thả ra giá đỡ, đem camera thả ra. Cuối cùng, bờ lạch cờ rằng rơi xuống đáy nước. Tiếp đó mảnh liệt ánh đèn chiếu xạ ra ngoài, đáy hồ tràng cảnh xuất hiện. Đến rồi 100m nước sâu vị trí, dương quang đã bất lực, ở đây một vùng tăm tối, nếu như bờ lạch cờ rằng không bật đèn, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ánh đèn khai phóng, trên màn hình xuất hiện mơ hồ đáy hồ cảnh tượng. Giống như Lý Đỗ đã biết như thế, đáy hồ là bùn cát cùng thạch tầng. Nói như vậy, hồ nước tương đối hải dương mà nói thuộc về tử thủy khu vực, trong hồ sinh hoạt tôm cá cùng giống như rong cấp sinh vật tử vong sẽ hư thối đi, tiếp đó năm rộng tháng dài bọn chúng trầm tích tại đáy hồ, tạo thành vũng bùn. Thế nhưng là ạn chỉ kho nghi hồ không phải như vậy. Đáy hồ trầm tích vật tựa hồ bị cái gì dao động đứng lên, dẫn đến hồ nước vần đục, mà vốn phải là vũng bùn đáy hồ thì lộ ra dưới đáy vỏ quả đất tầng. Người máy tầm mắt có hạn, Lý Đỗ thao tác nó đi về phía trước tiến, tiếp đó tiến lên một khoảng cách phía sau, nó bị một khối đá chặn. Trên tảng đá sinh trưởng một chút thủy xoắn ốc cùng sò hến, trong đó có mấy cái sò hến màu trắng đặt cơ sở, phía trên có hôn tạp hoa mỹ hoa văn. Lý Đỗ vội vàng lấy ra hắn từ thiếu niên cùng bị đặt trên thân lấy được hai cái kia vỏ sò, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng giống nhau như lúc. Bọn chúng hẳn là xuất từ ở đây 6. Hắn câu nói này vẫn chưa nói xong, màn hình bỗng nhiên trở nên hắc ám đứng lên, không có tín hiệu truyền về. Cái này khiến Lý Đỗ nhất kinh, nhanh chóng thao tác bờ lạch cờ rằng đường về. Mới đầu hắn tưởng rằng đồ vật gì chặn camera, thế nhưng là đằng sau một trận thao tác phía sau không có phản ứng, hắn lập tức minh bạch, không phải có cái gì chặn camera, mà là có cái gì đem bờ lạch cờ rằng lấy đi. Lang ca thu hồi kết nối người máy cắp điện, quả nhiên, cắp điện cắt đứt, bọn hắn đã mất đi bờ lạch cờ rằng. Nhìn xem cắp điện mới mỡ, Lang ca nói, là dùng dao găm sắc bén cắt đứt, vết cắt rất bằng phẳng. Tiểu Mã Khắc Lạc Phu mắng, phút, ai tại dưới nước giở trò? Đổi đồ lặn, ta đi xuống xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Đỗ ngăn lại hắn, hắn cũng không kích động cùng phẫn nộ, mà là nhẹ nhõm nở nụ cười, nói, đừng có gấp, ta nghĩ chúng ta khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Bọn hắn cảo điệu bờ lạch cờ rằng, nhưng chúng ta còn có camera nha. Lại là một phen thao tác, trong nước mấy cái camera cùng một chỗ bị điều khiển khởi động. Loại này camera kèm theo tin, trong đó điện lực phân biệt cung ứng thu hình lại cùng chiếu sáng, bởi vì tin xúc lượng điện không nhiều, cho nên Lý Đỗ nhất giống như sẽ không sử dụng chiếu sáng công năng. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải tiết kiệm điện lực thời điểm. Hắn liền đem trong nước khống chế mấy cái camera toàn bộ khởi động. Giống như từng thanh lợi kiếm cắm vào hắc ám, tối tăm không ánh mặt trời đáy hồ nhiều cái chỗ sáng lên. Trong đó có một camera vừa vặn chiếu hướng phía dưới, nó quay chụp đến tràng diện chuyển về đến trên màn ảnh máy vi tính, nhường Lý Đỗ nhất người đi đường giật nảy cả mình, chỉ thấy tại ánh đèn chiếu rọi bên trong, rộng lớn đáy hồ cũng không bằng phẳng, nó phía trên có từng vòng nổi lên, những thứ này nổi lên từ vỏ quả đất, thế nhưng là bởi vì hình dạng như xoắn ốc, giống như đáy hồ xuất hiện một cái vòng xoáy tựa như.
Vừa rồi ngăn trở người máy nhỏ đường đi tới tảng đá chính là đến từ nổi lên, bất quá bởi vì nổi lên vỏ quả đất quá dài quá rộng, cho nên trừ phi quan sát, bằng không xem không đại xuất tới. Nhìn xem cái này từng vòng xoắn ốc nô lên, Lang Ca kinh ngạc nói, đây là cái gì? Xoắn ốc phòng sóng đê sao? Pháo mắt sắc, chỉ vào màn hình một cái góc đạo, nhanh hoán đổi đến cái này camera, có người sáu. Nghe được lời của hắn, Lý Đỗ nhanh chóng hoán đổi máy thu hình tầm mắt, thế nhưng là đã muộn, lại lần nữa hoán đổi tới phía sau, trên màn hình một mảnh trống không, từng chỉ có một cái sẽ xuất hiện mấy cái bạch ngư lắc lư cái đuôi đi qua. Mặt khác, trên màn ảnh lớn từng cái màn ảnh nhỏ theo thứ tự đen xuống, đây là camera bị người làm hư nguyên nhân. 1656-1647. Lại đến mấy người ngồi ở bị phiệt thuyền bên trên ngây ra như phóng, thật lâu, tiểu mã cụ dị phu lẩm bẩm nói, thượng đế, dưới nước có người. Sâu như vậy trong nước, có người ở sinh hoạt. Trong nước có người, cái kia bị phiệt thuyền cũng không an toàn, vạn nhất có người từ nước sâu chỗ nổi lên động tay chân làm sao bây giờ? Lý Đỗ nhanh chóng mệnh lệnh đại mã cả dỗ bọn người chèo thuyền cập bờ, hắn quá độ phản ứng nhường tiểu mã cụ dị phu rất là nghi hoặc, lão bản, ngươi như thế nào trở nên nhát gan như vậy? Không cần Lý Đỗ trả lời, Lang Ca có thể giải thích, lão bản lòng can đảm không nhỏ lại, chỉ là hắn không thể mạo hiểm, con của hắn lập tức sẽ ra đời. Lý Đỗ hít một hơi thật sâu nói, chúng ta đi về trước, trong máy vi tính chắc có video tồn chữ a. Trở về cẩn thận phân tích một chút. Bọn hắn trở lại doanh địa, qua một đoạn thời gian, Lý Đỗ bộ đàm lại vang lên, có người nói, lão bản, buổi sáng thời điểm đã tới bởi vì nữ đặc nhân lại tới. Lý Đỗ vấn đạo, có phát hiện hay không hắn là như thế nào xuất hiện? Đối phương mở miệng nói, như thế nào xuất hiện? Xin lỗi lão bản, ta không có chú ý, dù sao thì là đi tới xuất hiện. Lý Đỗ thở dài, đạo, tốt ta đã biết, người dẫn hắn tới. Rất nhanh, bởi vì nữ đặc nhân cao mày đi tới. Lý Đỗ đối với hắn vây tay đạo, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bởi vì nữ đặc nhân không có trả lời, mà lại hỏi, ngươi nhất định muốn truy vấn ngọn nguồn. Các ngươi phía trước, có phải hay không tại trên người của ta cài đặt một loại thiết bị truy tìm? Lý Đỗ đạo, xin lỗi, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ muốn biết các bằng hữu của ta ở nơi nào. Lời của hắn chẳng khác gì là thừa nhận hành động của mình, bởi vì nữ đặc nhân lập tức giận dữ, quắc, ngươi như thế nào quá đáng như vậy? Chúng ta đã đối với ngươi rất hữu hảo, ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như thế? Lúc này Lý Đỗ tâm loạn như ma, nhiều ngày tới khổ cực công tác vốn là nhường tinh thần hắn trạng thái rất kém cỏi, hôm nay lại đã trải qua một chút đủ để xung kích hắn năng lực tiếp nhận sự tình, cho nên cảm xúc trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Nghe xong bởi vì nữ đặc nhân gầm rú, hắn nhịn không được cũng gầm lên, ta sao lại quá đáng? Ta chỉ muốn tìm ta mất đi tin tức bằng hữu, ta chỉ muốn hoàn thành bằng hữu người nhà ủy thác, ta thế nào? Các ngươi giấu đi các bằng hữu của ta đúng không? Hoặc các ngươi đem bọn hắn nhốt đứng lên? Bất kể nói thế nào, quá đáng là các ngươi a. Bị hắn như thế vừa hô, bởi vì nữ đặc nhân ngược lại là tỉnh táo lại. Hắn khoát tay một cái nói, khống chế lại tâm tình của ngươi, ngươi quá kích động, suy đoán của ngươi là sai lầm, chuyện này chúng ta cũng thuộc về thụ hại một phương, chúng ta trước đây không nên mềm lòng. Ai? Có ý tứ gì? Lý Đỗ vấn đạo. Bởi vì nữ đặc nhân thở dài nói, cho ngươi trực tiếp lời giải thích, có thể giảng giải không thông, đã ngươi chạy tới một bước này, chúng ta lại cố lộng huyền hư cũng vô ích, ngươi nghĩ gặp Sử Đế Phu Đồ Sâm bợ phải không? Lý Đỗ gật đầu, đối với, ta muốn nhìn thấy hắn, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, hắn ở đâu? Bởi vì nữ đặc nhân nói, ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn sáu. Nói đến đây, hắn lại bắt đầu than thở, ai, thật không biết ta làm ra quyết định này có phải hay không chính xác, tộc nhân của chúng ta đã rất ít đi, ai, hy vọng lần này sẽ không cần hy sinh bất luận kẻ nào. Lời của hắn nhường Lý Đỗ không nghĩ ra, vấn đạo, có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Tại sao còn muốn hy sinh người nào đó? Bởi vì nữ đặc nhân khoát tay một cái nói, ở đây ta không cách nào giảng giải nghi ngờ của ngươi, dù cho ta giải thích cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Không bằng dạng này, ta dẫn ngươi đi gặp Sử Đế Phu Đồ Sâm, nhưng chỉ có thể mang ngươi một người đi. Đây là ta giới hạn thấp nhất, tuyệt đối giới hạn thấp nhất. Lý Đỗ cẩn thận vấn đạo, đi nơi nào? Bởi vì nữ đặc nhân nói, đi một cái địa phương rất nguy hiểm, ta sớm nói cho ngươi, ta không có thể bảo chứng an toàn của ngươi, nếu như ngươi nghĩ gặp Sử Đế Phu Đồ Sâm, cái kia liền cùng ta đi mạo hiểm. Lời của hắn nhường Lý Đỗ cảnh giác lên, đạo chỉ có thể ta một người đi theo ngươi, hơn nữa ngươi không thể cam đoan an toàn của ta. Bởi vì nữ đặc nhân gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền cùng ta đi, nếu như ngươi không muốn, vậy thì ly khai nơi này. Lý Đỗ đạo, ta làm sao biết đây không phải là một cái bẫy? Bởi vì nữ đặc nhân không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy nha? Ta nói với ngươi a, ngươi coi như đợi ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, cũng chỉ là gây một chút phiền toái, ngươi chắc chắn tìm không thấy Sử Đế Phu Đồ Sâm bờ. Lý Đỗ vấn đạo, vậy ngươi không thể đem Sử Đế Phu mang ra sao? Bởi vì nữ đặc nhân lắc đầu, không phải ta không muốn mang hắn đi ra, ta cũng nghĩ dẫn hắn rời đi, thế nhưng là hắn không muốn á, ngươi hiểu chưa? Cho nên chỉ có thể ngươi đi gặp hắn. Hắn ở đâu? Ở nơi nào? Lý Đỗ kiên trì vấn đạo. Bởi vì nữ đặc nhân tức giận nói, trong địa ngục. Ta không cách nào trả lời ngươi, tóm lại ngươi muốn gặp hắn, ngươi liền cùng ta đi. Đến nỗi ta sẽ thiết hạ cạm bẫy đối phó ngươi. Đây hoàn toàn không có khả năng, giữa chúng ta có ngọn nguồn, kỳ thực chúng ta xem như đồng bào đâu. Lý Đỗ nhất sững sờ, có ý tứ gì? Bởi vì nữ đặc nhân không còn trả lời, ngậm miệng lại sau khi ngồi xuống, trực tiếp miết lên chân bắt chéo. Lý Đỗ cũng ngồi xuống, bởi vì Tô Phỉ cùng Hải Tử, hắn chính là không muốn mạo hiểm, bằng không hắn trước đây đã sớm cùng đi Sử Đế Phu cùng một chỗ tham gia lần này thám hiểm. Bất quá cũng may mắn hắn không muốn mạo hiểm, bằng không lúc này có thể hắn cùng Sử Đế Phu đám người tình huống một dạng, cũng đã mất đi bóng dáng, vậy dạng này đối với Tô Phỉ tới nói nhưng là một cái tai nạn. Suy tư một hồi, hắn lấy ra hai cái vỏ sò, đạo, thứ này ngươi biết ta. Bởi vì nữ đặc nhân nhìn xem vỏ sò cười nói, một loại sò hến,
thì không thể ăn, nhưng vỏ sò rất xinh đẹp, thế nào? Lý Đỗ vốn là cho là hai cái này vỏ sò có thể có tác dụng trọng yếu, cho nên hắn lấy ra muốn thử xem có thể hay không cậy mở cái này, bởi vì Nữu đặc nhân miệng nhận được một chút tin tức. Bây giờ xem ra, cái này vỏ sò không phải là cái gì ly kỳ đồ vật, hắn tính sai. Một phen trầm tư suy nghĩ, Lý Đỗ thực sự không có biện pháp, hắn quyết tâm nói, ta nguyện ý đi theo ngươi mạo hiểm, thế nhưng là ngươi được cho ta điểm nhắc nhở, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Ta muốn sớm làm chút chuẩn bị, cái này có thể a? Bởi vì Nữu đặc nhân ngẹo đầu suy tư một hồi, miễn cưỡng gật đầu nói, cũng được, thế nhưng là, ngươi không thể lại mang lên thiết bị truy tìm các loại đồ vật, nếu như ngươi tiếp tục như vậy làm, vậy đời này đừng nghĩ lại theo chúng ta tiếp xúc. Lý Đỗ thở dài, hảo, ta thể ta sẽ không làm như vậy. Lấy Tô Phỉ Mã Đinh cùng các ngươi sắp xuất thế hải tử làm tên thể. Lý Đỗ nhìn về phía hắn kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta hỏa Tô Phỉ có con nít? Nếu như nói Tô Phỉ Mã Đinh tồn tại là Sử Đế Phu nói cho bởi vì Nữu đặc nhân, vậy bọn hắn sắp xuất thế hải tử tin tức này là ai nói cho hắn biết? Dù sao, Sử Đế Phu đi mạo hiểm thời điểm chính hắn cũng không biết Tô Phỉ mang thai. Bởi vì Nữu đặc nhân đắc ý nhe răng nở nụ cười, đạo, ta liền là có thể biết, chúng ta biết đến đồ vật, tuyệt đối sẽ để ngươi khiếp sợ phát cuồng. 1657-1648. Tiến vào bên trong không có lựa chọn khác, Lý Đỗ chỉ có thể thể, lấy Tô Phỉ cùng hài tử danh nghĩa thể. Nghe xong hắn thể, bởi vì Nữu đặc nhân hài lòng gật đầu nói, hảo, bây giờ ta cho ngươi biết chỗ nguy hiểm nhất, đó chính là 100m thủy áp. Ngươi lặn xuống nước năng lực nếu như không phải rất tốt, chú ý, ta là nói rất tốt, vậy ngươi phải cẩn thận. Lý Đỗ lập tức minh bạch lời của hắn, nói, chúng ta muốn đi đáy hồ đúng không? Liền đi cái kia xoắn ốc nổi lên chỗ. Bởi vì Nữu đặc nhân gật đầu nói, đối với 100m thủy áp rất khủng bố, nhưng đối với khoa học kỹ thuật hiện đại tới nói, giải quyết vấn đề này cũng không khó, trong doanh địa có tàu lặn, người ở bên trong có thể lặn xuống nước hơn ngàn mét, 100m không thành vấn đề. Bởi vì Nữu đặc nhân nói cho hắn biết, ngươi không thể chỉ dựa vào tàu lặn, có nhiều chỗ tàu lặn không đi được, ngươi được dựa vào chính mình, ngươi có thể mặc bên trên đồ lặn, trên lưng bình dưỡng khí, nhưng ngươi phải có thể tự mình đối kháng 100m thủy áp. Đây cũng không phải là Lý Đỗ có thể làm được, hắn học qua lặn xuống nước, cũng học qua thâm tiềm, ban đầu ở Australia đánh bắt hắc kim bảo thời điểm hắn biểu hiện rất xuất sắc. Thế nhưng cũng không có 100m nước sâu, bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính muốn chơi siêu cấp thâm tiềm. 100m lặn xuống nước cần chuyên nghiệp huấn luyện, đối với người ngoài ngành tới nói, chỉ dựa vào công cụ không cách nào giải quyết vấn đề này. Còn tốt, Lý Đỗ không phải người ngoài ngành, hắn tóm lại học qua thâm tiềm, tại thâm tiềm chuyên dụng đồ lặn cùng một chút dược vật dưới sự giúp đỡ, hắn có thể ngắn ngủi tiến hành 100m lặn xuống nước. Bỏ ra một ngày thời gian để chuẩn bị, Lý Đỗ sắp xếp xong xuôi doanh địa công tác, xách theo trọng đồ lặn cùng các công cụ đi theo bởi vì Nữu đặc nhân sau lưng hướng đi hoang dã. Ca Tư Lạp nhịn không được hô, "Lão bản, một mình ngươi quá nguy hiểm, chọn một người giúp ngươi." Bởi vì Nữu đặc nhân kiên định lắc đầu, Lý Đỗ bất đắc dĩ phất tay một cái nói, "Chờ ta trở lại a, các huynh đệ, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra, tiếp đó liền trở lại." Lang Ca nặng nề nói đạo, "Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không trở lại, chúng ta không đi." Nói đến đây, hắn dần dần nhấn mạnh, "Nếu như ngươi thời gian dài chưa có trở về, coi như đem toàn bộ án chỉ kho ni hồ thủy rút khô, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi." Lý Đỗ gật đầu cười, "Đạo, hảo, yên tâm." Lang Ca một đoàn người còn nghe hắn mệnh lệnh, a meo a gào chờ hùng hài tử sẽ không nghe lời, gắt gao đi theo phía sau hắn, liền cứ gậy chân a trắng đều dây rủa bò tới trên cánh tay hắn, lôi kéo ống tay áo của hắn không chịu thả ra. Lý Đỗ vấn đạo, có thể hay không mang những động vật này? Thông thường một vấn đề, lại làm cho bởi vì Nữu đặc nhân sợ hết hồn, hắn khẩn trương đến rồi cơ hồ tay chân thất thố, luôn miệng nói, không nên không nên, kiên quyết không được. Ngươi không thể dẫn chúng nó, ngươi nhanh để bọn chúng trở về. Phản ứng của hắn nhường Lý Đỗ rất buồn bực, đạo, thế nào? Các ngươi có người đối với động vật da lông dị ứng sao? Bởi vì Nữu đặc nhân nháy nháy mắt, tiếp đó quả quyết nói, đối với chúng ta rất nhiều người đối với động vật da lông dị ứng, chúng ta không thể tiếp xúc bọn chúng. Lý Đỗ đạo, ngươi đây không phải tiếp xúc sao? Đây không phải không có chuyện gì sao? Bởi vì Nữu đặc nhân cau mày nói, ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì, tuyệt không cho phép mang những thứ này xuống vật, chính ngươi nghĩ, bọn chúng như thế nào thông qua 100m thủy áp? Một chút thủy liền bị thủy áp hại chết. Lý Đỗ vừa muốn trả lời, bởi vì Nữu đặc nhân không muốn nghe, hắn chỉ Thái Dương đạo, ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, Sử Đế Phu đồ xâm bợ còn có thể chờ ngươi bao lâu, ta cũng không dám cam đoan. Nói đến nước này, Lý Đỗ không thể tranh cãi nữa xuống. Hắn nghĩ hết biện pháp đem A Meo A Gạo bọn chúng đưa trở về, mấy cái hùng hài tử bình thường rất ít cùng hắn phân ly, hơn nữa bọn chúng tựa hồ cảm thấy trước mắt bầu không khí không thích hợp, vô luận như thế nào đều phải đi theo Lý Đỗ. Lang Ca ôm lấy A Gạo, kết quả bị A Gạo trực tiếp té một cái té ngã, cường tráng mực Tây Ca Lang giờ khắc này biểu hiện ra nó uy mãnh, mấy người đều ngăn không được nó. Cuối cùng không có cách nào, Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là phát hỏa, hắn hung ác mắng một hồi lâu, hùng hài tử nhóm mới yên tĩnh xuống. Lý Đỗ xách theo trọng đồ lặn đi lên phía trước lấy, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy A Meo, A Gạo Mì tôm sống cùng một chỗ ngồi hàng hàng lấy, A Trắng ngồi xổm ở A Gạo trên lưng, A Manh đứng thẳng lên thăm dò dùng sức nhìn hắn, trên bầu trời còn có A Phi tại xoay quanh. Hắn đi ra thật xa, bóng người đã mấy không thể nhận ra, nhưng hắn biết, A Meo một nhóm vẫn như cũ ở nơi đó. Lý Đỗ cũng biết, bọn chúng thật sự sẽ vĩnh viễn chờ lấy hắn. Ở bên hồ trong hoang nguyên đi vòng vo một hồi, làm chung quanh không có bất kỳ bóng người nào thời điểm, bởi vì Nữu đặc nhân dẫn hắn tiến vào một đầu tự nhiên hình thành khe rãnh. Khe rãnh giống như hẻm núi nhỏ, bên trong bốn phương thông suốt còn có phân nhánh, bởi vì Nữu đặc nhân mang theo hắn một hồi lâu đi dạo, cuối cùng tiến vào một đầu tiểu thổ câu. Tiếp đó theo thổ câu đi, phần cuối là một cái lô lớn. Nhảy vào đi, cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Bởi vì Nữu đặc nhân trước tiên nhảy xuống. Lý Đỗ lập tức cũng nhảy vào trong đó, bên trong tối như mực một mảnh, hắn vừa muốn bật đèn, bởi vì Nữu đặc nhân tựa hồ biết hắn muốn làm gì, một cái ngăn lại hắn nói, mở ra cái khác đèn,
đi theo ta. Bọn hắn tựa hồ tiến vào một đầu trong thông đạo dưới lòng đất, ở mức hắc ám, vũng bùn. Lý Đỗ đi rất khổ cực, bất quá đi không bao xa, bởi vì Nữu Đặc Nhân đẩy ra một cánh cửa đem hắn kéo vào, tiếp đó bọn hắn xuất hiện ở một chỗ trong tầng hầm ngầm. Tầng hầm có mơ hồ tia sáng, Lý Đỗ quan sát trái phải, treo trên vách tường một chút quần áo, trên mặt đất để từng cái dương, bởi vì Nữu Đặc Nhân cởi y phục xuống từ trên vách tường hái được một bộ đồ lặn tựa như trang phục đổi đi lên. Một bên thay quần áo hắn vừa nói, "Uy, ngươi sững sờ làm gì? Nhanh lên thay đổi ngươi đồ lặn, chúng ta lập tức muốn xuống nước." Thâm tiềm đồ lặn cũng không phải một người có thể thay đổi, Lý Đỗ tại bởi vì Nữu Đặc Nhân dưới sự giúp đỡ thay quần áo xong, tiếp đó khó khăn đi vào tầng hầm phía sau một cái thông đạo bên trong. Chấn động hồ nước xuất hiện, bởi vì Nữu Đặc Nhân nói, "Ngươi cùng ở ta, trong nước không giống như lục địa, ngươi cần phải đi sát đằng sau ta, bằng không xảy ra vấn đề có thể dẫn đến mất đi tính mạng." Nói xong, hắn nhảy xuống nước, Lý Đỗ cũng nhảy xuống nước. Ngoại trừ đồ lặn, Lý Đỗ còn mang đến một cái bộ phận thúc đẩy, có bộ phận thúc đẩy hỗ trợ, hắn có thể tốt hơn ở trong nước di động cùng lên xuống. Thật dày đồ lặn ngăn cách nhiệt độ nước, hắn cảm giác không thấy ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Lúc này hắn giống như là ở vào hai tòa lồng giam bên trong, một tòa lồng giam là hồ nước, vô biên vô hạn, nặng như Thái Sơn, một tòa khác lồng giam là đồ lặn, như rồi bông mật, không cách nào vùng thoát khỏi. Tại Lạ Lâm thủy vực thâm tiềm chính là liều mạng, Lý Đỗ cảm giác mình tim đập càng lúc càng nhanh, tinh thần cùng cơ thể đều gặp đến rồi áp lực thật lớn. Từ mặt hồ một đường du động thêm thâm tiềm, trong tầm mắt của hắn thấy thủy chung là đục ngầu hồ nước, liền tôn cá đều hiếm thấy một cái, trong lúc đó có thể nhúc nhích chỉ có bởi vì Nữu Đặc Nhân. Một cái không muốn lộ ra tính danh, không biết thân phận bởi vì Nữu Đặc Nhân. Nhưng lúc này hắn là Lý Đỗ duy nhất dựa vào, cho nên Lý Đỗ liền cùng chặt hắn. Thâm tiềm thời điểm không có thời gian khái niệm, trong nước một giây giống như cùng lục địa một ngày một dạng kéo dài, nhưng quay đầu nhìn, tựa hồ đi qua thời gian chỉ là trong nháy mắt, rất là huyền bí sáu. 1658-1649. Thần cung môn Tết Nguyên Đán khoái hoạt, ngày mai chính thức đại kết cục S, bởi vì sách mới hợp đồng một ít vấn đề, nguyên bản kế hoạch vào hôm nay bản hoàn tất, bây giờ không thể không chỉ hoãn một ngày, ngày mai bản hoàn tất, đồng thời số 2 mở sách mới, hy vọng các huynh đệ tỷ muội lý giải một chút, cảm ơn mọi người ủng hộ, trưa mai, xin cho chúng ta lẫn nhau nói một tiếng gặp lại, bảo trọng, huynh đệ tỷ muội của ta nhóm. Không biết qua bao lâu, Lý Đỗ tinh thần rất nhanh liền mỏi mệt xuống, cảm giác của hắn lập tức liền chết lặng. Hắn cảm giác mình muốn hỏng mất, loại cảm giác này lặp đi lặp lại dày vò lấy hắn, cuối cùng, bọn hắn đến đáy hồ, vị đại hình đinh ốc nổi lên vỏ quả đất xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bởi vì Nữu Đặc Nhân ra hiệu hắn đem tên lửa đẩy cố định tại đáy hồ, tiếp đó lôi kéo cánh tay của hắn dán vào xoắn ốc nổi lên vỏ quả đất chậm rãi trườn ra động. Đương nhiên, đáy hồ không có ánh sáng, hắn cái gì cũng thấy không rõ, đây hết thảy cũng là thông qua lúc không phi trùng mắt thấy. Một đạo mạch nước ngầm bỗng nhiên xuất hiện, Lý Đỗ cảm giác mình cơ thể không bị khống chế, cùng lúc đó, lúc không phi trùng cùng hắn liên hệ cũng cắt đứt, theo lý thuyết, lúc không phi trùng tầm mắt biến mất. Không cách nào khống chế thân thể tăng thêm dựa vào lúc không phi trùng tiêu thất, sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở hắn trong lồng ngực tràn ngập, tiếp đó thân thể của hắn xoay tròn, lập tức bị dòng nước không biết vọt tới nơi nào. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, bởi vì Nữu Đặc Nhân tay buông ra. Một loại trước nay chưa có hoảng sợ xuất hiện ở trong lòng của hắn, hắn tại đồ lặn bên trong nhịn không được hét dầm lên, làm như vậy rất mất mặt rất không có gan, nhưng này tình trạng đột phát quá kinh khủng, hắn lúc này tinh thần cơ hồ sụp đổ, hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Còn tốt, rất nhanh một đôi đại thủ bắt được tay phải của hắn, mãnh liệt mạch nước ngầm cũng không thấy, thân thể của hắn một lần nữa trong nước ổn định lại. Đại thủ nắm lấy hắn chật vật du động, trong lúc đó Lý Đỗ cảm giác đủ loại rẽ ngoặt đủ loại biến hướng, trước mặt đen kịt một màu, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, vận mệnh lúc này không ở trong tay hắn. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đột nhiên, hắn cảm giác lại có một đôi đại thủ kéo hắn lại một cánh tay khác, tiếp đó hắn bị kéo lên, cơ thể trở nên trầm trọng rất nhiều. Mặc dù trên thân trầm trọng, nhưng hắn trong lòng lại buông lỏng, bởi vì này chứng minh hắn rời đi hồ nước, hắn bước lên lục địa, lúc này hai chân tiếp xúc được mặt đất cứng rắn chính là chứng minh. Có người muốn giúp hắn tháo bỏ xuống sâu tiềm mũ giáp, nhưng hắn không biết làm sao làm, đưa mũ giáp chuyển cạch cạch vang dội cũng không có hái xuống, Lý Đỗ đang muốn nói mình tới, lúc này một cái hắn thanh âm quen thuộc vang lên, ta tới giúp hắn. Thanh âm này nhường Lý Đỗ nhất sửng sở, lập tức hắn cuồng hỉ kêu lên, "Phút, Sử Đế Phu!" Đây là Sử Đế Phu thanh âm, đối phương nghe xong tiếng kêu của hắn phía sau cười nói, "Lý, ngươi đã đến, ngươi vẫn là tìm tới." Tại Sử Đế Phu dưới sự giúp đỡ, Lý Đỗ 2-3 lần lấy xuống mũ giáp, một cỗ cũng không không khí mới mẻ tràn vào lỗ mũi của hắn, sắp đến hắn ho khan vài tiếng. Ngừng ho khan, Lý Đỗ nhanh chóng giữ chặt Sử Đế Phu đạo, "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi đi nơi nào? Đáng chết, ngươi có biết hay không sáu? Chúng ta tìm được chiều thứ 5 lối vào." Sử Đế Phu đánh gậy hắn lại nói đạo, "Đúng vậy, chúng ta tìm được chiều thứ 5 lối vào, chúng ta là trên cái thế giới này thời không chi thần." Đường khinh nhẫn thời không chi thần. Bởi vì Nữu Đặc Nhân thanh âm vang lên, ngữ khí không tốt lắm. Sử Đế Phu lập tức xin lỗi, "À, có lỗi với, ta không có ý định vũ nhục tín ngưỡng của các ngươi. Ta có thể mang ta bằng hữu ở đây đi một chút không?" Không có âm thanh vang lên, xem như người nơi này chấp nhận Sử Đế Phu mà nói. Hết thảy tại Lý Đỗ trong dự liệu, hắn vừa đi vừa nói, "Tốt à, các ngươi tìm được chiều thứ 5 lối vào, ngươi tiến nhập sao?" Sử Đế Phu thở dài, "Ta không có đi vào, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, bất quá ta nhìn rồi, cái này quá thần kỳ tiểu nhị, chiều thứ 5 chính là thần chiều không gian a." Lý Đỗ đạo, "Ngươi không có tiến vào chiều thứ 5?" Ngươi ở đây chuẩn bị cái gì? Các ngươi đều biết cái gì? Những người khác đâu? Phò huynh đệ đâu? Sử Đế Phu cũng trầm mặt xuống, đen nhánh không gian trở nên quỷ dị. Lý Đỗ thử thăm dò nghĩ gọi ra lúc không phi trùng, thế nhưng là đây là tốn công vô ích, giống như hắn không có lúc không phi trùng, hắn không cách nào đưa chúng nó gọi ra tới. Trong lòng của hắn gấp gáp, liền cấp bách nói, "Ta hỏi ngươi lời nói nha." Sử Đế Phu đạo, "Bọn hắn tiến vào chiều thứ 5, bọn hắn cho là mình chuẩn bị kỹ càng.
Tiếp đó, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Lý Đô đạo, có ý tứ gì? Chiều thứ 5 là cái gì? Ta đã thấy bị đặc cũng tiến nhập chiều thứ 5. Nghe nói như thế, Sử Đế Phu bước chân lập tức dừng lại, hắn có chút kích động vấn đạo, ngươi gặp được bị đặc? Ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Lý Đô đem liên quan tới bị đặc chuyện nói ra hết, Sử Đế Phu nghe xong nặng nề hít vào một hơi, bọn hắn nói là sự thật, này lại để cho người ta biến thành điên rồ, thậm chí sẽ cho người tử vong. Bọn họ là ai? Lý Đô lập tức vấn đạo, còn có, bị đặc biết ta một số bí mật, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Sử Đế Phu nói, đưa ngươi đưa đến người nơi này, chính là những cái kia bởi vì nữ đặc nhân. Đến nỗi bị đặc biết bí mật của ngươi, kỳ thực chúng ta đều biết, tại chiều thứ 5 bên trong, không có bí mật gì để nói. Lý Đô nhất kinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, liền lần lượt vấn đạo, những thứ này bởi vì nữ đặc nhân là chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là không có bí mật gì để nói? Sử Đế Phu lôi kéo hắn ngồi xuống, đạo, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng nội, ta sẽ đem ta biết đến hết thể đều nói cho ngươi. Nhưng ta biết cũng không phải rất nhiều, cho nên có lẽ ngươi sẽ thất vọng. Những thứ này bởi vì nữ đặc nhân đến từ lục địa, ngươi tất nhiên tìm được ở đây, cái kia hẳn là biết tạm chỉ kho ni bên hồ mất tích bởi vì nữ đặc nhân thôn trang. Ngươi đoán đúng, bọn hắn liền đến từ nơi đó. Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi là nói, bọn họ là lúc đó người trong thôn hậu đại. Nhưng bọn hắn như thế nào truyền thừa hậu đại? Cái này thuộc về họ hàng gần kết hôn rồi chứ? Sử Đế Phu từ từ nói, bọn hắn không phải những người kia hậu đại, bọn hắn chính là những người kia. Lý Đô có chỗ ngờ tới, có thể nghe hắn nói như vậy vẫn là khiếp sợ nói không ra lời. Một lát sau, hắn vô lực nói, ngươi là nói, bọn hắn đã có hơn 80 tuổi a không đúng, phải nói cũng là hơn 100 tuổi. Sử Đế Phu đạo, kỳ thực cái này cũng là suy đoán của ta, liên quan với bọn họ lai lịch, liên quan với bọn họ hết thảy, bọn hắn đều giữ kín như bưng. Ngồi ở trong bóng tối, Lý Đô mê mang lại thanh tỉnh. Hắn hiểu được rất nhiều chuyện, khó trách những người này làn da rất trắng nõn, bọn hắn lúc nào cũng sinh hoạt tại trong bóng tối, làn da tự nhiên trắng non quá đáng. Thế nhưng là liên quan tới chính mình vị trí hắn nghĩ không rõ lắm, hắn hỏi thăm Sử Đế Phu nói, chúng ta tại lạc đường trong đảo, cụ thể vị trí nào ta cũng không tin tưởng, ta chỉ biết đây là lạc đường đảo nội bộ. Lý Đô đạo, có ý tứ gì? Lạc đường đảo nội bộ? Đây là đang dưới mặt đất. Sử Đế Phu đạo, đối với, đây là dưới mặt đất, hoặc giả thuyết là hòn đảo phía dưới. Ngươi là thông qua đáy hồ xoắn ốc vỏ quả đất nổi lên tiến vào đúng không? Đó là một đầu thủy mạch, nó là một cố kỳ lạ mạch nước ngầm, khi ngươi bị cuốn vào trong đó thời điểm, nó sẽ đem ngươi mang vào hòn đảo phía dưới. Ngươi có thể tưởng tượng, cho rằng hòn đảo phía dưới có một chỗ là trung không, kết nối chỗ này không gian châu ngay tại đáy hồ, bất quá thông đạo bị hồ nước bổ khuyết dậy rồi. Bởi vì khí áp cùng đường chân trời trên lệch độ cao nguyên nhân, hồ nước không cách nào từ thông đạo tràn vào trong hang động này. Theo thông đạo, ngươi dọc theo đường đi phủ, cuối cùng liền đi tới chỗ này trong không gian. Còn có cái gì nghi vấn? Ngươi hỏi ra, ta sẽ đều nói cho ngươi. Lý Đỗ hít một hơi thật sâu nói, ta có vô số nghi vấn, nhưng ta không quan tâm. Ta bây giờ duy nhất quan tâm là Tô Phỉ cùng nàng hài tử, Sử Đế Phu, ngươi theo ta đi thôi, chúng ta ly khai nơi này. Lời của hắn nhường Sử Đế Phu sững sờ, đạo, ngươi không muốn biết chân tướng sự tình. Tỷ như lạc đường đảo là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể không biết, lạc đường đảo rất kỳ quái, nó phía trên thảm thực vật luân hồi tốc độ đặc biệt nhanh, ngươi không phải kỳ quái sao? Kỳ quái vì cái gì ở trên đảo cây cối vòng tuổi như vậy đông đúc sáu? Câu nói kế tiếp nhường Lý Đô rất là chấn kinh, làm sao ngươi biết những thứ này? Ở đây có thể giám thị ở trên đảo. Sử Đế Phu cười nói, không, ở đây có thể giám thị toàn thế giới, mà lại là toàn thế giới lịch sử. Kỳ thực cây cối vòng tuổi cái này không có gì, bất quá là ở trên đảo bốn mùa biến ảo đặc biệt nhanh, tốc độ thời gian qua đi rất nhanh, chân chính có thú vị chính là trong lịch sử một chút bí ẩn. Thì như, lựa tổng thống vì cái gì bị mưu sát? Kennedy tổng thống vì cái gì bị mưu sát? Hoặc Trung Quốc các ngươi cũng có một chút rất ý tứ bí ẩn, thành cát tư hãn mộ huyệt ở nơi nào? Tất cả triều đại bí văn đều có cái gì, ở đây ngươi cũng có thể biết đáp án. Còn có 6. Lý Đỗ nhịn không được đánh gậy hắn lại nói đạo, làm sao ngươi biết? Sử Đế Phu nói, ta đây liền dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi mang bên mình trong không gian thần bí không có động vật ta. Tuyệt đối đừng lôi kéo vật đến đó, động vật không có trí tuệ, bọn chúng một khi quấy rối, khả năng này sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Lý Đô đã chấn kinh chết lặng, hắn rên gì nói, ta hết thảy, ngươi cũng biết. Sử Đế Phu đắc ý nói, ta đã nói rồi, toàn thế giới ở trước mặt ta cũng không có bí mật. Ngươi vậy căn bản không có gì, một cái lúc không phi trùng mà thôi, chiều thứ 5 lối vào chính là có lúc không phi trùng. Lý Đô vô ý thức vấn đạo, ta vậy không tính là gì, cái kia còn có cái gì đại bí mật? Sử Đế Phu nói, đại bí mật chính là có, đi theo ta mang ngươi chiều thứ 5 lối vào, ở nơi đó, toàn bộ thế giới đều là ngươi. Vừa nói hắn một bên đứng lên muốn lôi đi Lý Đỗ. Lý Đỗ đi theo đường đi, tiếp đó cước bộ càng ngày càng chậm, hắn nói, "Sử Đế Phu, ngươi biết bí mật của ta, ngươi biết ta vì cái gì thành công. Vậy ngươi hẳn phải biết, ta muốn trở về nhà đi bồi Tô Phỉ cùng hài tử, chúng ta ly khai nơi này được không?" Sử Đế Phu lắc đầu nói, "Không, Lý, ta sẽ không rời đi nơi này, ta muốn đang làm toàn bộ chuẩn bị sau đó tiến vào chiều thứ 5, đi cứu vớt phụ mẫu ta, cứu vớt thế giới này." Lý Đỗ kêu lên, "Ngươi nghĩ thay đổi lịch sử sao?" Sử Đế Phu đạo, "Lịch sử này vốn chính là bị thay đổi kết quả." "Lý, ngươi suy nghĩ một chút ta, chúng ta tiến vào chiều thứ 5." Chúng ta trở lại quá khứ, chúng ta cơ hội chính là thần nha. Chúng ta có thể như Washington tổng thống, như Thánh Hùng Găng Hy, như Đường Thái Tông Lý Thế Dân nhóm một dạng tên lưu sử sách. Lý Đỗ hất tay của hắn ra đạo, ta không muốn làm cái gì thần, ta chỉ muốn trở về bồi Tô Phỉ. Ngươi đây, ngươi không biết ngươi sau khi mất tích ai nhị xâm tiên sinh nhiều nữa cấp bách, ngươi sáu. Không đúng, ngươi cũng biết, đây hết thể ngươi cũng biết đúng không?
Một mực ở vào cuồng nhiệt trong tâm tình sử đế phu cuối cùng phiền muộn đứng lên, hắn lẩm bẩm nói, ta biết, ta đương nhiên biết. Thế nhưng là, ta muốn cứu ta cha mẹ của, ta không có thể rời đi ở đây. Lý Đô Đạo, ngươi không phải là muốn cứu ai, ngươi chính là muốn làm gì thần? Sử đế phu không nói, lại qua một hồi, hắn mệt mỏi nói, ngươi nói đúng, tất cả tìm tòi triệu thứ năm nhân, cũng là vì làm thần. Ngươi không muốn làm thần sao? Lúc không phi trùng giúp ngươi trưởng không hết thể cảm giác thế nào? Nếu như ngươi tiến vào triệu thứ năm, ngươi có thể nắm giữ so lúc không phi trùng năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Nói, hắn lại bắt đầu cuồng nhiệt, thật sự, Lý, nữ nhân gì, cái gì tình yêu, tại lịch sử cùng thời gian trước mặt không đáng một đồng. Ngươi đi theo ta, chúng ta lập tức đã đến cửa ra vào, ngươi chỉ cần theo ta vào xem, vẹn vẹn chiều thứ năm lối vào xem ngươi sẽ biết, hết thảy sủ bà già. Làm thần tư vị quá mỹ diệu. Hắn lôi kéo Lý Đỗ nhất đi thẳng về phía trước, Lý Đỗ bỏ rơi tay của hắn, nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không theo ta cùng một chỗ trở lại trên lục địa? Trở về làm phàm nhân sao? Sử đế phu vấn đạo. Lý Đỗ đạo, có lẽ vậy. Sử đế phu lập tức lớn tiếng nói, không, ta tuyệt không trở về qua loại kia châu ngựa một dạng tầm thường vô vi, vô tri vô năng sinh hoạt. Ta tuyệt không nguyện ý không tên không họ chết đi, một ít năm qua đi, không có người lại nhớ kỹ chính mình, giống như không có người nhớ kỹ lễ tạ ơn bị đốt chết con nào đó gà tây. Hắn nắm lên Lý Đỗ tay hướng phía trước phóng, nói, đây chính là đại môn, ngươi đẩy ra nó chính là chiều thứ năm lối vào, ở nơi đó ngươi liền có thể lĩnh hội thần cảm giác, chính ngươi đi thể hội. Lý Đỗ giơ tay lên, xúc tu có thể đạt được là một mảnh tinh thạch khuynh hướng cảm xúc, lạnh buốt, bóng loáng, trầm trọng. Đẩy ra nó, ngươi đẩy ra nó liền có thể biết trong lòng ngươi tất cả đáp án, ngươi thậm chí có thể biết người là từ đâu tới. Ngươi có thể tiếp xúc lịch sử, sáng tạo lịch sử, làm cho cả thế giới người đều biết rùa nàm. Sử đế phu ở bên cạnh hắn cuồng nhiệt nói nhỏ. Lý Đỗ nuốt nước miếng một cái, hắn rõ ràng nghe được nước bọt nuốt từ ngực âm thanh cùng nhịp tim phanh phanh âm thanh. Ngươi ở đây chiều thứ năm lối vào có thể nhìn lượn tuyệt thế mỹ nữ, có thể biết lịch sử câu đố, có thể hưởng thụ không hết cảnh đẹp, mà chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng một khi có thể tiến vào bên trong, vậy thì không chỉ là đơn giản như vậy, ngươi có thể thành thần a. Sử đế phu cơ hồ có chút điên cuồng, đẩy ra cánh cửa này là được rồi, ta tuyệt không có khoa trương, Lý, chỉ cần ngươi đi vào ngốc một hồi, ngươi cũng sẽ không lại nghĩ rời khỏi nơi này. Ta không suy nghĩ nhiều nói, ta muốn tiến vào, nếu như không phải biết ngươi muốn tới, ta mới sẽ không đi ra lãng phí thời gian đâu. Nói, Sử đế phu hướng phía trước bước ra một bước, tiếp đó Lý Đô nghe được hắn thở mạnh thanh âm cùng tảng đá bị thúc đẩy âm thanh, sau đó hắn bên thai an tĩnh lại. Sử đế phu không thấy, ở đây lại chỉ có chính hắn. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, hai tay lại lần nữa cảm thấy vẻ này quen thuộc tinh thạch xúc cảm. Ngươi muốn đi vào sao? Bởi vì nữ đặc nhân cái kia đặc hữu giọng điệu vang lên. Lý Đỗ không trả lời mà hỏi lại, Sử đế phu nói là sự thật sao? Bởi vì nữ đặc nhân đạo, thật sự, nhưng không phải mỗi người đều như vậy ưa thích, nếu như ngươi muốn trở về, cái kia liền cùng ta đi, nếu như ngươi muốn thử một chút cái gọi là thành thần tư vị, vậy thì đẩy ra cánh cửa này. Lý Đỗ nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vỗ vô đại môn 6. 1659-1650. Chương cuối Tết Nguyên Đán khoái hoạt, huynh đệ tỉ muội, nghe được có người gõ cửa phát ra tiếng bịch bịch, Lý Đỗ đem nhìn về phía ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt lại. Gian phòng bên ngoài xanh thẳm dưới bầu trời là xanh biếc hải dương, trong suốt bọt nước che giả măng mọc tuôn hướng đảo nhỏ, tại nhắn nhủi trên bờ cắt không ngừng lưu lại từng đạo vết tích. Bích thảo mấy ngày liền, cây xanh liên miên, một tảng lớn vườn nho chiếm cứ lấy hòn đảo địa vực trung quanh, không thiếu du khách xuyên thẳng qua trong đó, ngắt lấy cái này chua ngọt tươi đẹp hoang dại nho. Ngoại trừ du khách, ở trên đảo càng nhiều hơn chính là đủ loại quý hiếm dị thú, trên không bay lên chim ó biển, cùng điệu cùng chim ưng, trên mặt đất có sói chu hổ khiếu sư hống, manh thú nhiều, lại tính tình yên tĩnh nhu thuận, ngược lại là các du nhân càng là làm càng một chút. Lại nhìn mắt bên ngoài gian phòng đình đài lầu các, thủy tạ liền hành lang. Hắn nuốt nuốt nhiều năm qua tích góp sợi dâu trầm giọng nói, đi vào. Tô Phỉ khẽ cười nói, ngươi không cần đệ thấp giọng điệu, thật giống như vậy mới có thể duy trì phụ thân của ngươi uy nghiêm tựa như. Lý Đỗ tăng hắng một cái đạo, tất cả mọi người làm như vậy phụ thân đi, cha ta trước đó liền luôn dạng này. Nói câu nói này, hắn có trong nháy mắt thất thần. Phụ thân của mình, cái kia yêu vô tư cùng với chính mình nam nhân, hắn đã rời đi trên đời nhiều năm, có lẽ trừ mình ra một nhà cùng một ít thân thích, đã không có người nhớ kỹ trên thế giới từng có qua một người như vậy. Hồi tưởng người này một đời, có thể hắn lớn nhất kiêu ngạo là sống một cái xuất sắc nhi tử, có thể hắn đối với xung quanh người lớn nhất ảnh hưởng chính là mượn tay của con trai vì kháng cự sách thiên phố cũ phường nhóm hướng bất động sản khai phóng thương thảo đến rồi càng có nhiều lợi điều kiện. Lúc này cửa mở ra, một cái vóc người cao, phía sau lưng thẳng thanh niên đi đến, vừa đi thanh niên một bên nói lầm bầm, lao cha, ngươi thư phòng làm gì lộng vỗ một cái tảng đá môn, cái đồ chơi này cũng quá chìm, lại không có từ động lực chút mở, chính là ngươi nhi tử ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, ngươi nói ngươi cùng mẹ sao có thể thôi động. Tô Phỉ nói, chúng ta không đẩy cũng không cần từ động lực, chúng ta dùng chạy bằng điện chút mở. Thanh niên ngạc nhiên, a, các ngươi còn cần quê mùa như vậy đồ vật. Bất quá tại sao không ai nói cho ta biết? Bởi vì ngươi tại Cát Âu ở trên đảo đợi thời gian quá ngắn. Tô Phỉ bất đắc dĩ cười nói, ngươi không giống phụ thân ngươi, ngược lại là giống cha ngươi một vị bạn thân, các ngươi đều thích bốn phía mạo hiểm. Lý Đỗ vô vô bàn công đạo, đi, tiểu tứ, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì? Thanh niên nhún nhún vai nói, còn có thể chuyện gì? Ăn cơm đi, ôi nằm đi, 18 trắng ngươi cho ta đi một bên, tới phiên ngươi kéo ta tóc ta nói với ngươi ta đánh ngươi à? Một cái trắng khỉ chi chi kêu từ thanh niên phía sau lưng nhảy ra, vừa vặn một cái cường tráng sói xám từ sau ghế salon thoát ra, trắng khỉ rơi xuống, vừa đúng rơi vào trên lưng nó. Đằng sau mấy cái tiểu hổ mèo đi theo chạy, lại sau này nhưng là hai cái mập mạp lừng mật mắng nhiếc, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hổ mèo cùng sói xám. Thanh niên xoa ra đầu cũng mắng nhiếc, dựa vào, lão cha lão mụ, các ngươi dưỡng nhiều như vậy gia súc làm gì? Bọn chúng sẽ không làm chút chuyện tốt, ta đi sáu.
Một cái an đệ tư thần ưng mở ra cánh, mấy cái trứng chim tại nó dưới vớt tổ chim bên trong lặng lặng đợi. Đại ưng nhìn chằm chằm thanh niên bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi ngu bút, ta không nói cha ta lão mụ, ngươi cũng đừng sinh khí. Nói, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài còn có mấy cái khắp cả người kim ti khỉ đôi dài, song phương liếc nhau, khỉ con nhóm đối với hắn mắng nhiếc ngay mặt. Cái này khiến hắn nhịn không được sợ hai than nói, lão cha, ngươi trước đó thực sự là châu đáo đại ngạc không phải chân nở. Ở trên đảo nhiều như vậy động vật, như thế nào trở nên linh như vậy tính chất mười phần. Lý Đỗ Dịch ra đề tài nói cho ngươi cũng không hiểu, đây là chúng ta gia tộc tổ truyền tuyệt chiêu, đoán chừng tại các ngươi cái này đời liền thất truyền. Hảo, chúng ta này liền đi xuống ăn cơm, đại ca ngươi trở về rồi sao? Thanh niên nói, đại ca nào có nhanh như vậy trở về, hắn mang ngươi cái kia hai bảo bối cháu trai đi trong biển hải lý nhìn cá heo, giống như có cái gì mau y cá heo xuất hiện ở chúng ta đảo phụ cận, rất nhiều du khách cũng tại nhìn. Nhị tỷ cùng tam tỷ đều ở đây, nhanh đi ăn cơm đi, cha mẹ, đợi chút nữa ta có sự kiện muốn tuyên bố. Chuyện gì? Tô Phỉ vấn đạo. Thanh niên hì hì cười nói, bây giờ nói cho các ngươi biết cũng được, ta chuẩn bị đi thám hiểm, có một bằng hưu tìm được một bản gia tộc nhật ký, bên trong kỹ thuật cái không gian 4 chiều ra một cái chiều không gian, cũng chính là chiều thứ 5-6. Nghe đến đó, đang muốn bước Lý Đỗ thân thể chấn động, hắn thất thanh nói, cái gì? Chiều thứ 5. Thanh niên kinh ngạc hỏi, đối với, lão cha, ngươi biết cái này chiều không gian sao? Lý Đỗ không trả lời mà hỏi lại, ngươi người bạn này tên gọi là gì? Thanh niên nói, gọi Sử Đế Phu 6. Lý Đỗ hít sâu một hơi, đánh gãy lời của hắn đạo, Sử Đế Phu Đỗ Sâm. Không phải, Sử Đế Phu Ai Nhĩ Sâm. Lý Đỗ che chán, một tia ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trên tay, chiếu vào trên ngón tay của hắn, âu bạc mặt nhận ánh sáng lóe lên, cái kia màu đỏ ánh sáng giật giật, giống như liệt diễm. Tô Phỉ cầm tay hắn cổ tay, trên ngón tay của nàng cũng có một chiếc nhẫn, phía trên có một khóa thật là tốt đẹp tinh khiết kim cương 6. 1660 chương cuối, cảm ơn mọi người một đường đi theo, để chúng ta hẹn lại ngày mai. Nhật Bảo Vương kết thúc, viết dòng giá 11 tháng, viết tiếp cận 350 vạn chữ, bình quân xuống, mỗi ngày có 10.000 chữ. Nói mục đích này rất đơn giản, chính là nghị khoe khoang một chút cố gắng của mình cùng tự hạn chế, không có cách nào. Vỏ đạn quay đầu xem, quyển sách này bây giờ không có khác đáng giá lấy le chỗ, vỏ đạn viết không phải rất tốt, thành tích cũng như đoán trước như thế không tốt lắm, rất nhường vỏ đạn chán nản, giống như phía trước vỏ đạn lần nữa cường điệu như thế, kỳ thực vỏ đạn là thực sự nghĩ viết từng đoạn hảo cố sự, viết ra từng quyển sách hay. Bây giờ có thể nói cái gì? Cũng đừng phàn nàn, cũng đừng mệt mỏi, một năm mới bắt đầu, ở đây cho đại gia chúc mừng năm mới, cho đại gia nói một tiếng Tết Nguyên Đán khoái hoạt, đây là thật lòng, hy vọng đại gia nhận lấy vỏ đạn chúc phúc. Đã từng, vỏ đạn suy tưởng qua Nhật Bảo Vương bản hoàn tất sau tình cảnh, có lẽ sẽ lưu luyến không rời, có lẽ sẽ nhẹ nhàng thở ra, có lẽ sẽ nhớ lại, có lẽ sẽ thương cảm. Thật sự đến nơi này một ngày, vỏ đạn phát hiện kỳ thực không có nhiều như vậy cảm giác, sinh hoạt như cũ, hết thể như cũ, lập tức vỏ đạn muốn viết sách mới, bởi vì ngày mai sẽ phải tuyên bố sách mới, không có nhiều thời gian như vậy đi thương nay hoài cổ, cũng không có những tâm tình kia, vỏ đạn bây giờ liền nghĩ thật tốt suy xét sách mới, tranh thủ sách mới thành tích sẽ tốt hơn một chút, tranh thủ sách mới có thể viết khá hơn một chút, mà mới là trọng điểm. Đến nơi sách mới, bây giờ giới thiệu một chút, đánh cái quảng cáo, tên sách là Hoàng Kim Làng Trại, chưa mai hẳn là bắt đầu đổi mới, từ tên sách tới nói, rất nhiều huynh đệ tỷ muội có lẽ sẽ bề bài, sẽ khinh bị vỏ đạn, cảm thấy vỏ đạn sống bằng tiền dành dụm, muốn đem Hoàng Kim Ngư Trường viết nữa một lần, nhưng sự thật tuyệt không phải dạng này, vỏ đạn chỉ có thể ở đây giống đại gia cam đoan, sách mới mặc dù vẫn là Hải Dương làm dụ văn, nhưng cùng Hoàng Kim Ngư Trường tuyệt đối không giống nhau, thậm chí bên trong Hải Dương giống loài cũng sẽ không lặp lại. Có lẽ đại gia cảm thấy vỏ đạn đang khoác lác, xin cứ để chúng ta ngày mai đi nhìn một chút, bây giờ vỏ đạn mới biết được Hải Dương cỡ nào mênh mông, có bao nhiêu thứ mới lạ, Hoàng Kim Ngư Trường viết rất nhiều, thế nhưng là vẫn là quá ít, Hải Dương vẫn như cũ có đặc biệt nhiều vật có ý tứ, ngày mai vỏ đạn cho đại gia dần dần biểu diễn ra, hy vọng các huynh đệ tỷ muội có thể ưa thích. Cuối cùng, thả ra sách mới giới thiệu văn tắt, để chúng ta ước định trưa mai, để chúng ta một lần nữa đem con mắt phóng tới trên biển, tại thành phố lớn đi làm nhiều năm ngao mục dương trở lại dưỡng dục quê hương của hắn làng trai nhỏ, trên đường về bị tập kích rơi hải, mở ra một đoạn cá chấm cỏ nhảy long môn truyền kỳ 6. Sâu dương ngàn chân, biển cạn và cá, thần kỳ hải dương, hoa mỹ sinh mệnh ngư dân đánh bắt, khe núi trồng trọt, thản nhiên điền viên, đơn giản hương dã manh sủng thông minh, thiên thủy trung sắc, nhiều màu tự nhiên, tráng lệ non sông. Đặc sắc nhân sinh, liền như vậy chậm chậm kéo ra màn che. Hoàng Kim Ngư Trường tác phẩm 2 tập, hoàn toàn mới diễn dịch một đoạn kinh lịch càng thú vị, nội dung phong phú hơn, kiến thức càng nhiều rộng hải dương làm ruộng sinh hoạt. 1661 sách mới đã mở, tên sách ta tại 1982 có một nhà vỏ đạn quay về làm ruộng văn, mong rằng cảm giác hứng thú huynh đệ tỷ muội đi ủng hộ 12, hẳn là sẽ đẹp mắt. À, giới thiệu văn tắt, Vương Ước nhận được một cái chìa khóa, tại 2022 năm mở ra một cánh cửa sẽ đi hướng về 1982 năm, tại 1982 năm mở ra một cánh cửa sẽ trở lại 2022 năm. Hai cái hoàn toàn khác biệt đại thời đại xuất hiện ở trước mặt hắn, dư thừa ẩm thực bảo đảm, phát đạt công nghiệp sản phẩm, thần hiệu y dược, nổ tung tin tức, đây là 2022. Chất phát dân phong hương tỉnh, phong phú hoang dại tài nguyên, lưu lạc đồ cổ, niên đại chân bảo, đây là 1982. Xuyên thẳng qua ở nơi này hai cái thời đại, Vương Ước cho là mình muốn nắm giữ hết thảy, nhưng khi hắn phẩm vị sinh hoạt phía sau mới phát hiện nhà cùng thân nhân mới là duy nhất.